Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 205. Thần chiến cổ địa. Cửa vào bình đài vị trí, đứng ở mấy chục cái tuyệt thế cường giả, mỗi cái người khí tức trên thân, đều không kém gì Quân Bách Nhẫn bao nhiêu. Hơn 10 người lực lượng hội tụ vào một chỗ, không ngừng công kích hư không. Sau một hồi lâu, hư không dập dờn ra từng đạo gợn sóng, xé mở một lỗ lớn. Còn không trở về, chờ đến khi nào? Một tiếng quát như sấm tại hư không vang lên, xuyên thấu thời không, truyền vào thần chiến cổ địa nội bộ. Gần như đồng thời, tất cả mọi người lực xuất thủ, đem cái kia không gian lỗ hổng xé thành càng lớn, dù cho hơn 10 người liên thủ, vẫn như cũ lộ ra cực kỳ cố hết sức. Hô hô, mấy tức về sau, lần lượt từng bóng người cuối cùng từ không gian liệt phùng bên trong rậm chân mà ra, tất cả mọi người tham lam hô hấp lấy ngoại giới không khí. Sốt cục đi ra, Thiên Giao Thánh Nữ thở sâu, tựa như từ quỷ môn quan dạo qua một vòng. Ở nàng cách đó không xa, Ngọc Lang Thánh Tử mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra, bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng sẽ còn lưu tại thần chiến cổ địa trên vạn năm đây, không nghĩ tới sớm đi ra. Cái này cũng nhờ vào bọn họ đông đảo thánh tử thánh nữ bị vây ở bên trong, nếu như chỉ là một hai cái thánh tử thánh nữ, cái kia là tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy thiên tôn cường giả xuất thủ cứu bọn họ. Những ngày này tôn cường giả có thể tụ tập ở chỗ này, thái nhất thánh giới cũng tuyệt đối hao tốn cái giá không nhỏ. Thiên Giao Thánh Nữ, nguyên cổ thánh tử đây. Vân Tôn từ trong đám người đi ra, nhìn lướt qua đám người, không khỏi nhíu mày. Ngươi hỏi ta làm cái gì? Thiên Giao Thánh Nữ lộ ra không thích, nơi này nhiều người như vậy, ngươi những người khác không hỏi, liền hỏi ta, nói hình như là ta giết nguyên cổ giống như. Thiên Hoang người nói qua, là người của ngươi vây giết nguyên cổ thánh tử, bây giờ nguyên cổ thánh tử không thể đi ra, ngươi đừng nói cho ta biết cùng ngươi không có quan hệ. Vân Tôn con ngươi dị thường lăng lệ. Nếu như nguyên cổ thánh tử chết ở thần chiến cổ địa, hắn tất nhiên cũng không thoát được can hệ. Hừ, bản thánh nữ là muốn giết hắn, nhưng hắn chết, cùng bản thánh nữ không có bất cứ quan hệ nào. Thiên Giao Thánh Nữ lạnh rên một tiếng, nói, không tin, ngươi có thể hỏi bọn họ, chúng ta phát hiện nguyên cổ thánh tử thời điểm, hắn đã chết, cái gì? Nguyên cổ thánh tử chết, Vân Tôn toàn thân run lên. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng nguyên cổ thánh tử là bị vây ở thần chiến cổ địa đây. Ai biết, nguyên cổ thánh tử vậy mà thật đã chết rồi. Chỉ một thoáng, Vân Tôn trên người một cổ khí tức cường đại quét sạch mà ra, sao, bao phủ ở đây một đám thánh tử thánh nữ, ánh mắt sắc bén, tựa như đang tìm kiếm một đáp án. Không sai, chúng ta nhìn thấy nguyên cổ thánh tử thời điểm, hắn đã chết. Còn có Tà Nguyệt thánh tử cũng đều chết rồi. 89/10 là bị cái kia Tiêu Phàm giết chết. Mặt khác thánh tử thánh nữ liền vội vàng giải thích nói, vì chính mình tẩy thoát hiểm nghi. Nhưng mà, lời này nghe vào ở đây một đám thiên tôn cường giả trong tai, lại là giống như kinh lôi. Bọn họ ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới ý thức được, trừ bỏ nguyên cổ bên ngoài, Tà Nguyệt thánh tử chờ mặt khác bốn cái thánh tử thánh nữ, cũng không có đủ sống sót đi ra. Tăng thêm nguyên cổ thánh tử. Bọn họ chuyến này tiến vào thần chiến cổ địa 10 đại thánh tử thánh nữ, vậy mà chết ròng rã một nửa. Tiêu Phàm, Vân Tôn mấy cái thiên tôn cường giả thật sâu nhớ kỹ cái tên này, trên người bộc phát ra hết sức khí tức kinh khủng. Một đám thánh tử thánh nữ cau mày, liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước, bọn họ mặc dù đều là cùng thế hệ thiên kiêu, nhưng tại thiên tôn cường giả trước mặt, vẫn như cũ giống như run rế. Chỉ có Thiên Giao thánh nữ ánh mắt. Lại là quét Ngọc Lang Thánh Tử một cái, nàng rất ngạc nhiên, vì sao cái này vốn phải chết Ngọc Lang Thánh Tử, bây giờ lại hoàn hảo không hao tổn sống sót. Nàng thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, Mây Lang Thánh Tử là bị hắn cùng Nguyên Cổ, Tà Nguyệt Thánh Tử cùng U Lan Thánh Nữ liên thủ đánh giết a. Bây giờ, trừ bỏ nàng và U Lan bên ngoài, mặt khác hai cái vây giết Ngọc Lang Thánh Tử người đều chết rồi, cái này khiến nàng làm sao không khiếp sợ đây. Vân Tôn. Bản tôn đã hỏi thăm rõ ràng, cái kia Tiêu Phàm chính là thái cổ thần giới người, bây giờ tiến về thái cổ thần giới thông đạo đã bị ngươi người đả thông, chúng ta không cách nào khoảnh khắc Tiêu Phàm, nhưng có thể diệt thái cổ thần giới, cho chư vị thánh tử thánh nữ báo thù. Một vị người khoác hắc long khôi giáp nam tử khôi ngô ngữ khí rét lạnh nói. Vân Tôn, ta Tà Long vực nhất định phải cho Tà Nguyệt thánh tử báo thù, ta sẽ điều động 5 cái thất tinh ma tôn tiến về, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không.
Ta U Ma vực cũng phải, U Lan thánh nữ, không thể như thế vô duyên vô cớ chết đi. Mấy cái khác cường giả nhao nhao mở miệng, bọn họ đều muốn thay chết đi thánh tử thánh nữ báo thù, bằng không mà nói, bọn họ không tốt giao nộp. Vân Tôn nhìn xem một đám tức giận thiên tôn cường giả, hắn cũng không thể tránh được, cuối cùng đành phải gật đầu một cái. Vừa vặn, hắn cũng có chút thiếu nhân thủ, nếu như mỗi người đều có thể điều động mấy cái thất tinh ma tôn tiến về, hủy diệt thái cổ thần giới, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Các ngươi đi có thể, nhưng là, đến thái cổ thần giới, cũng phải nghe lời của ta mạng người làm cho. Vân Tôn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Tốt, đám người không chút do dự gật gật đầu, bọn họ chỉ muốn hủy diệt thái cổ thần giới, đến cho chết đi Tà Nguyệt Thánh Tử đám người báo thù, chỗ nào còn quan tâm được mặt khác. Vân Tôn, bản thánh nữ cũng muốn đi, thần chiến cổ địa sỉ nhục, không giết Tiêu Phàm, khó có thể thiết hận. Thiên Giao Thánh Nữ đột nhiên đứng dậy. Thiên Giao Thánh Nữ, Tiêu Phàm thế nhưng là thiên hoang trọng điểm bảo hộ đối tượng, hắn hẳn là ở thiên hoang, sẽ không xuất hiện ở thái cổ thần giới. Vân Tôn trầm giọng nói, hắn cũng không thể không thừa nhận Tiêu Phàm thiên phú, lấy Tiêu Phàm chính là đến, thiên hoang hẳn là sẽ không nhường hắn đi địa phương khác mạo hiểm. Chỉ ít, đoạn thời gian gần nhất, tất cả ma quật, đều không có Tiêu Phàm bất cứ tin tức gì, đoán chừng chính là sợ bọn họ trả thù. Vậy liền buộc hắn đi ra, Thiên Giao Thánh Nữ lộ ra ngoan tuyệt. Lần này thần chiến cổ địa chuyến đi, để cho nàng đối Tiêu Phàm hận thấu xương, không giết Tiêu Phàm. Tuyệt không cam tâm. Ta cũng đi, Ngọc Lang Thánh Tử cũng hợp thời mở miệng, nói Tiêu Phàm người này không giết, tương lai tuyệt đối là ta thánh tộc đại họa, bây giờ là giết hắn thời cơ tốt nhất. Còn có ta, tính ta một người, những người khác cũng nhao nhao đứng dậy, bọn họ ở thần chiến cổ địa, bị Tiêu Phàm giết cực kỳ biệt khuất, hiện tại, bọn họ cần phát tiết. Mà thái cổ thần giới, thì là bọn họ phát tiết chọn lựa đầu tiên. Thậm chí, rất nhiều người đã làm xong đại khai sát giới chuẩn bị, muốn để Tiêu Phàm minh bạch, dám ra tay với bọn họ đại giới. Vân Tôn nhìn thấy một đám thánh tử thánh nữ cấp thiết như vậy muốn tìm Tiêu Phàm báo thù, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nét cười giảo hoạt, có các ngươi tiến về, nguyên thế gia vọng tộc hẳn là cũng sẽ không thái quá trách tội cùng ta. Kỳ thật, nguyên cổ chết, Vân Tôn căn bản không quan tâm, hắn quan tâm chỉ là bản thân địa vị mà thôi. Hắn trưởng quản U Vân vực. Thế nhưng là thủ nguyên cổ vị trí nguyên thế gia vọng tộc nắm trong tay, chỉ cần nguyên thế gia vọng tộc cao tầng một câu, hắn địa vị liền sẽ hóa thành hư ảo. Các vị thánh tử thánh nữ đã có lòng này, vậy lão hủ bất kể như thế nào, đều sẽ bức bách thiên hoang, đem Tiêu Phàm giao ra, bằng không, liền đồ thái cổ thần giới. Vân Tôn vẻ mặt tức giận nói. Đồ thái cổ thần giới. Những người khác nghe vậy, nhao nhao gào thét. Đều không kịp chờ đợi tiến về thái cổ thần giới đổ sạch sẽ. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết, thái cổ thần giới đại địch, thật muốn chính phủ xuống. Đế Trần cổ thành bên ngoài. Ba bóng người từ núi rừng bên trong hiện lên, đứng sừng sững ở một ngọn núi cao đỉnh cao, ngắm nhìn nơi xa hào hùng khí thế đế trần cổ thành, trong mắt sát ý thoáng hiện. Không trung, lờ mờ có một đầu đầu to lớn hung thú vượt qua, quan sát Tiêu Phàm, hiển nhiên là đang đi tuần. Còn có một số vệ binh dọc theo đế trần cổ thành bên ngoài tuần tra, thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, người bình thường căn bản rất khó tới gần. Phủ chủ, đế trần gia tộc thủ vệ quá xâm nghiêm rồi, không tốt ra tay a. Hoa Thiên Thụ lo lắng nói. Nếu như nói Tiêu Phàm muốn giết số ít mấy người, bọn họ còn có thể ám sát một lần, thế nhưng là, Tiêu Phàm nói muốn tiêu diệt đế tử gia tộc, cái này cũng có chút khoa trương. Đừng nói ba người bọn họ. Chính là nhiều gấp bội đi nữa, cũng chưa chắc được không. Các ngươi không cần tiến vào đế trần cổ thành, tiếp xuống dựa theo ta an bài đi làm. Tiêu Phàm nhìn về phía Diệp Khuynh Thành cùng Hoa Thiên Thụ nói. Đồng thời, trong tay của hắn bỗng xuất hiện không ít hộp ngọc, trên hộp ngọc mới có lấy từng đạo phong ấn thần văn, xuyên thấu qua phong ấn thần văn, ẩn ẩn có một cổ khí tức cường đại như ẩn như hiện. Đây là, Diệp Khuynh Thành hai người sắc mặt hết sức ngưng trọng. Nơi này bên cạnh phong ấn là một loại cường đại phá hoại lực lượng, phải tất yếu cẩn thận. Tiêu Phàm cho hai người mấy chục cái hộp ngọc, nói, hai người các ngươi, đem những cái này hộp ngọc chôn ở đế trần cổ thành phụ cận là được rồi. Phủ chủ là muốn dùng cái này phá hoại lực lượng, phá hủy đế trần cổ thành. Hoa Thiên Thụ lấy lại tinh thần, kinh ngạc hết sức,
đế Trần cổ thành thế nhưng là chiếm cứ phương viên 4 vạn dặm, hơn nữa còn có không ít trận pháp, muốn phá hủy, quá khó khăn. Hoa Thiên Thụ hiển nhiên là không coi trọng Tiêu Phàm cho hắn những cái hộp này có thể hủy đi đế Trần cổ thành. Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, đế Trần cổ thành so với hắn lúc trước nổ nát những cái kia ma thành phải lớn rất nhiều, hơn nữa muốn kiên cố rất nhiều. Nhưng là, một đoàn phá diệt chi lực nổ không được, cái kia mấy chục đoàn, gần 100 đoàn đây. 100 đoàn phá diệt chi lực, đây chính là dòng dã 10 ức cực phẩm nguyên tinh cùng ngàn vạn cực phẩm ma tinh mới có thể dung luyện được. Hắn lực lượng hủy diệt, đừng nói một tòa thành trì, đoán chừng chính là một vực địa phương, cũng chưa chắc chịu được. Nếu là bình thường, Tiêu Phàm cũng sẽ không như thế ngoan tuyệt. Nhưng nhân tộc liên minh cũng muốn diệt vô tận thần phủ, hắn Tiêu Phàm lại làm sao có thể xem như cái gì đều không phát sinh. Người đế tử gia tộc muốn làm chim đầu đàn, vậy liền hảo hảo hưởng thụ một chút diệt tộc tuyệt vọng. Dựa theo ta nói đi làm, Tiêu Phàm hết sức khẳng định nói. Sau một khắc, hắn thân hình một trận biến hóa, sau đó biến thành đế tử trùng bộ dáng, liền mệnh cách cùng linh hồn khí tức đều giống như đúc. Hai người đối Tiêu Phàm loại này thủ đoạn không cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại hết sức kinh ngạc Tiêu Phàm trở thành đế tử trùng bộ dáng, hiển nhiên, Tiêu Phàm đây là muốn gây sự tình a. Riêng phần mình hành động, sau 3 canh giờ, tại chỗ tập hợp. Tiêu Phàm để lại một câu nói, trực tiếp thẳng hướng lấy đế Trần cổ thành phương hướng bay đi. Chỉ từ bên ngoài nổ nát đế Trần cổ thành, xác thực không dễ dàng. Nhưng nếu như phá diệt chi lực từ nội bộ bắt đầu bạo tạc đây, tăng thêm bên ngoài phá diệt chi lực bạo tạc sinh ra trùng kích lực lượng, đoán chừng đế Trần cổ thành chỉ có phi thiên phần A. Tiêu Phàm hóa thành đế tử trùng bộ dáng, ngược lại là thông suốt, mặc dù không cách nào tiến vào đế tử gia tộc chân chính hạch tâm khu vực, nhưng là đối Tiêu Phàm mà nói đã đủ rồi. Vẻn vẹn 2 canh giờ, Tiêu Phàm liền ở trong đế Trần cổ thành để 40-50 đoàn phá diệt chi lực. Làm lúc hắn trở lại, Diệp Khuynh Thành cùng Hoa Thiên Thụ đã trở về, tựa như chờ đợi hắn đã lâu. Phủ chủ, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, có thể động thủ. Diệp Khuynh Thành ánh mắt bên trong có chút chờ mong, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Tiêu Phàm kế hoạch này, đến cùng có được hay không phải thông. Còn chưa tới thời gian, Tiêu Phàm lắc đầu, nói chúng ta trước sau lui vạn dặm, lẳng lặng chờ lấy. Lui lại vạn dặm, nhất định phải thế ư. Diệp Khuynh Thành cùng Hoa Thiên Thụ trong lòng hai người nghi hoặc, nhưng thấy đến Tiêu Phàm đều rời đi, bọn họ cũng chỉ đành theo sau. Chỉ là, bọn họ không biết Tiêu Phàm đang đợi cái gì, bất quá sắc mặt nhìn qua rất nghiêm túc, hiển nhiên sự tình không đơn giản. Hô, đột nhiên, lại một bóng người thoáng hiện, hóa thành một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Tiêu Phàm bọn họ cách đó không xa. Phủ chủ, Diệp Khuynh Thành bọn họ kém chút động thủ, bất quá nhìn thấy người đến là Lãnh Tiếu Nhận lúc, vội vàng ngừng thân hình. Thế nào, Tiêu Phàm ngưng tiếng hỏi. Thuộc hạ đã triệu tập đệ tứ Diêm La Điện tất cả sát thủ, tùy thời chờ lệnh. Lãnh Tiếu Nhận cung kính nói. Diệp Khuynh Thành cùng Hoa Thiên Thụ hai người kinh ngạc, bọn họ một mực cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ, lại không biết Tiêu Phàm vậy mà đã an bài nhiều người như vậy. Đợi chút nữa, đệ tử gia tộc không chết người, đều sẽ trọng thương. Chỉ cần là đế tử gia tộc người, một cái đều đừng thả qua. Tiêu Phàm sát khí nặng nề nói. Tuân lệnh, Lãnh Tiếu Nhận gật gật đầu, con người kiên nghị hết sức. Diệp Khuynh Thành cùng Hoa Thiên Ngữ vẫn như cũ có chút mơ hồ, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc cùng chờ mong. Rốt cục mau tới, sau nửa ngày, Tiêu Phàm đột nhiên khóe miệng hơi hơi dương lên, lấy ra một cái ngọc phù giao cho Lãnh Tiếu Nhận nói, đây là thôi động cái kia phá hoại lực lượng thủ ấn. Ta đi trước một bước, quay đầu ta muốn ngươi thúc giục thời điểm, ngươi thúc giục nữa động. Là, Lãnh Tiếu Nhận cung kính tiếp nhận ngọc phù, nhanh chóng học xong bên trong thủ ấn. Đi đâu, Diệp Khuynh Thành vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Ngươi không phải nói, bằng một mình ngươi liền có thể hủy đi đế Trần cổ thành sao? Hiện tại ngươi mang theo chúng ta ở chỗ này sắp đặt một chút cái gọi là phá hoại lực lượng, bản thân liền muốn chạy trốn. Nếu như không phải biết rõ Tiêu Phàm không phải tùy tiện người thích đùa, hai người bọn họ đoán chừng đều muốn tức miệng mắng to, đây không phải lắc lư người sao. Ta về trước vô tận thần sơn, có một trận trò hay tới cửa. Tiêu Phàm khóe miệng một cái, lộ ra lạnh như băng cười tà. Sau một khắc, Tiêu Phàm lấy ra khổng lồ truyền tống ngọc bàn thôi động, một cánh cửa ánh sáng hiện lên,
hắn không chút do dự bước vào trong đó. Mà lúc này, Vô Tận Thần Sơn lại dường như đứng trước đại địch, tất cả mọi người bắt đầu nhao nhao hành động đi lên, một loại không khí khẩn trương quanh quẩn ở mỗi cái Vô Tận Thần Phủ tu sĩ trong lòng. Nhanh, mở ra phòng ngự trận pháp, nhân tộc liên minh đột kích, thực sự là hèn hạ, không đi tiến đánh dị ma, vậy mà tới cái này ứng phó chúng ta. Cùng là nhân tộc, tương tiên gì cấp bách, vô số tu sĩ bi thiết, bọn họ nghĩ không hiểu, vì sao nhân tộc liên minh lại đột nhiên đến tiến đánh bọn họ. Lần trước, Vô Tận Thần Phủ đệ trình gia nhập nhân tộc liên minh xin, lại bị nhân tộc đồng minh không chút do dự cự tuyệt, nhưng bây giờ, nhân tộc liên minh vậy mà đến tiến đánh bọn họ, cái này khiến bọn họ làm sao không giận. Vô Tận Thần Sơn đỉnh cao, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong đám người đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn chăm chú lên không trung, tay áo phiêu động, chiến ý kéo lên. Từng đạo quang hoa hiện lên, tạo thành một cái siêu cấp đại trận đem Vô Tận Thần vực bảo hộ ở trung ương, đối mặt nhân tộc liên minh, bọn họ không dám mảy may buông lòng. Hiện tại ngũ đại gia tộc, cũng không phải phía trước có thể so sánh, truyền văn, bọn họ đều là có pháp tôn cảnh cường giả chấn giữ. Vô Tận Thần Phủ là mạnh, còn không mạnh đến cùng pháp tôn cảnh cường giả là địch cấp độ. Tiêu Phàm ở đâu, còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Đột nhiên, không trung một tiếng quát như sấm vang lên, cuồng bạo khí lãng quét sạch cả tòa Vô Tận Thần Sơn. Tiêu Phàm, còn không nhận tội nhận lấy cái chết. Nhân tộc liên minh nhìn thấy Vô Tận Thần Phủ không người trả lời, lại là hét lớn một tiếng vang lên, trận pháp màn sáng một trận rung động, thật lâu mới bình ổn lại. Vô Tận Thần Phủ mặt người sắc khẩn trương, đối phương vẻn vẹn dựa vào khí thế liền chấn động trận pháp màn sáng như thế, nếu quả như thật xuất thủ, lại có ai có thể ngăn cản được. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong nhìn nhau, vừa mới chuẩn bị đạp không mà lên, lúc này, đột nhiên hậu phương truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, bổn phủ chủ đỉnh thiên lập địa, có tội gì? Đám người nhìn tới, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm từ đại điện bên trong đi ra, chớp mắt liền xuất hiện ở không trung, đứng chắp tay, nhìn Vô Tận Thần vực bên ngoài. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong mấy người đồng thời đạp không mà lên, đứng ở Tiêu Phàm sau lưng cách đó không xa. Trận pháp màn sáng bên ngoài, lại là đứng đấy một cái hắc bào lão giả, nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện một sát na kia, trên người hắn đột nhiên hiện ra sát khí lạnh lẽo. Nhìn thấy hắc bào lão giả một sát na kia, Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch, là người nào tộc hội đột nhiên đối Vô Tận Thần Phủ động thủ. Tiêu Phàm, đã lâu không gặp, hắc bào lão giả híp hai mắt, sát khí không thêm mảy may che giấu, ngươi là bản thân trói buộc thỉnh tội, vẫn là muốn lão hủ tự mình động thủ. Khương Chấn Long, ta ngược lại rất hiếu kỳ, Tiêu mỗ có gì tội? Tiêu Phàm hí ngược cười nói. Không sai, trước mắt hắc bào lão giả không phải người khác, chính là thiên hoang tam đại thế tộc một trong Khương gia Khương Chấn Long. Từ khi Tiêu Phàm giết chết Khương Thái Hư về sau, Khương Chấn Long liền âm hồn bất tán, thời khắc nghĩ đến muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Chỉ là hắn không nghĩ tới, bây giờ thái cổ thần giới cùng thiên hoang tinh lộ cắt đứt, Khương Chấn Long vậy mà quỷ dị xuất hiện ở thái cổ thần giới. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tiêu Phàm liền đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra. Đoạn thời gian trước, thiên hoang phái một chút trước người hướng thái cổ thần giới, xem như trợ giúp thái cổ thần giới, nghĩ đến Khương Chấn Long chính là một cái trong số đó. Bởi vì tam đại thế tộc Khương gia nguyên nhân, Khương Chấn Long địa vị tự nhiên không phải bình thường. 89 phần 10, lần này nhân tộc liên minh thảo phạt, chính là Khương Chấn Long một người cách làm. Liền biết ngươi sẽ không cam lòng, vậy lão hủ thuận tiện tốt đếm một cái tội của ngươi chứng, nhường ngươi chết nhắm mắt. Khương Chấn Long càn rỡ cười một tiếng, nói, giết hại thiên hoang tử đệ, tội thứ nhất. Tiêu Phàm có chút im lặng, hắn khi nào giết hại qua thiên hoang tử đệ, đều là thiên hoang tử đệ tìm hắn để gây sự, nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết thôi, chẳng lẽ mình phản sát cũng có sai sao? Cấu kết dị ma, tội thứ hai. Gian dâm cướp bóc, tội ác tày trời, tội thứ ba. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khương Chấn Long nói năng có khí phách, càng nói càng phẫn nộ, ngữ khí cũng càng ngày càng lạnh lẽo. Đầu thứ nhất Tiêu Phàm còn có thể nghe tiếp, nhưng từ đầu thứ hai bắt đầu, Tiêu Phàm cảm giác càng ngày càng hoang đường, liền gian dâm cướp bóc đều đi ra, căn bản chính là muốn gán tội cho người khác. Tiêu Phàm cũng rốt cục thấy rõ Khương Chấn Long tới đây mục đích, tội danh gì, hắn không quan tâm,
hắn chỉ muốn làm sao làm bản thân chết, cho Khương Thái Hư báo thù. Tiêu Phàm, hiện tại ngươi có thể nhận tội. Khương Chấn Long ở trên cao nhìn xuống chất vấn. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt im lặng nói, không thể không nói, ta phải cảm tạ ngươi, là ngươi để cho ta chân chính thấy rõ bản thân, cho tới nay, ta đều không biết, nguyên lai ta như vậy hỏng. Ha ha, vừa dứt lời, hậu phương vô tận thần phủ tu sĩ cười nhạo không nói, Tiêu Phàm là ai, vô tận thần phủ người nào không biết. Khương Chấn Long thuật những cái này chịu tội, căn bản chính là cưỡng ép biên, đám người đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ mặt hài hước trào phúng, giải thích Tiêu Phàm căn bản không sợ cái này nhân tộc liên minh đại quân, đã như vậy, bọn họ lại có gì có thể sợ hãi đây? Tiêu Phàm một câu, quét qua vô tận thần phủ tu sĩ lo lắng. Khương Chấn Long thấy thế, không khỏi nhíu mày, hắn vốn định đả kích cười một tiếng Tiêu Phàm nhất phương sĩ khí, thật không nghĩ đến làm ra hoàn toàn hiệu quả trái ngược. Linh Nha lợi chủy, không đợi Khương Chấn Long mở miệng nói chuyện. Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Tiêu Phàm, người cũng quá không đem thượng sứ đại nhân để ở trong mắt. Một cái rác rưởi, tự nhiên không xứng ta để vào mắt. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái bạch bào thanh niên ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra, chính là lúc trước năm đại thánh tử một trong đế tử Vân, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, gia hỏa này vậy mà cũng đột phá thượng phẩm thánh tôn. Trái lại bên cạnh mình Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong đám người, thiên phú so với hắn chắc chắn mạnh hơn, nhưng bởi vì không có đột phá phương pháp, một mực dừng lại ở thánh đế cảnh đỉnh phong. Những đại gia tộc này, quả nhiên là nội tình thâm hậu, hơn nữa những năm này đều đã xảy ra kinh người thuế biến. Làm càn, đế tử Vân một tiếng quát như sấm, nắm lấy trường thương quan sát mà xuống, lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, vũ nhục thượng sứ, phải bị tội gì? Vừa rồi những cái kia tội, không phải đã để ta chết đi vài chục lần sao? Tiêu Phàm nhẹ nhõm ứng đối, ngoạn vị nói, cùng lắm thì, nhiều đưa ngươi mấy lần. Phải bị tội gì, ngươi nhà đều phán ta chết đi vài chục lần, lại nhiều đưa ngươi mấy lần lại như thế nào? Vô tận thần phủ tu sĩ phình bụng cười to, cái này nhân tộc liên minh tới đây hỏi tội, là tới khôi hài sao? Đế tử Vân sắc mặt đỏ bừng, bất quá vẫn là cưỡng từ đoạt lý nói, Tiêu Phàm. Ngươi nếu không nghĩ vô tận thần phủ hủy diệt, tự trói đi tìm cái chết, bằng không ai cũng không thể cứu được các ngươi. Đây cũng là ngươi đế tử gia tộc ý tứ. Tiêu Phàm vừa thu lại mới vừa trò đùa, sắc mặt bỗng trở nên băng lạnh, lại nhìn quanh người khác nói, mặt khác tứ đại gia tộc đây. Thượng sứ ý tứ, tự nhiên là đế tử gia tộc ý tứ. Đế tử Vân chỉ cao khí dương nói, nhân tộc không thể bởi vì ngươi cái u ác tính này mà hủy diệt. Ngươi chẳng lẽ nghĩ trơ mắt nhìn xem vô tận thần phủ bị diệt sao? Đáp án của ngươi, ta rất hài lòng. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, nói, mặt khác tứ đại gia tộc đây. Ta Cơ gia ủng hộ thượng sứ, cũng là ta Hiên Viên gia tộc ý tứ. Lại có hai người đứng dậy, cũng là hai cái người quen, Cơ Vô Đạo cùng Hiên Viên Huyền Đạo. Tiêu Phàm hậu phương Cơ Vô Nhạn cùng Hiên Viên Trảm Tiên sắc mặt âm trầm hết sức, bọn họ nghĩ chất vấn một phen. Lại là không biết làm sao mở miệng. Bắc thần gia tộc và hoang gia đây. Tiêu Phàm lại nói, tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì, cũng đúng, hoang gia đã không thấy, nhưng mà Tiêu Phàm thoại âm chưa rơi, Hiên Viên Huyền Đạo một bên đột nhiên đứng ra một người, vẻ mặt giễu cợt nhìn xem Tiêu Phàm nói, ta hoang gia đã quy thuận Hiên Viên gia tộc ý tứ, chính là ta hoang gia ý tứ. A, Tiêu Phàm cực kỳ ngoại ý, hoang gia dù sao cũng là thập đại gia tộc a. Vậy mà quy thuận Hiên Viên gia tộc. Bất quá nhường hắn càng thêm ngoài ý muốn là, Bắc thần gia tộc có vẻ như không người đến này, hậu phương Bắc thần tinh hồn trong bóng tối cho hắn truyền âm nói, sư tôn, Bắc thần gia tộc biên giới, chưa từng chủ động gia nhập nhân tộc liên minh. Tiêu Phàm xem như minh bạch, ngũ đại gia tộc bên trong, vẫn là Bắc thần gia tộc thần bí nhất. Tiêu Phàm, cho ngươi 10 hơi thời gian, cút ra đây nhận lấy cái chết, bằng không, ta nhân tộc liên minh. Định đem vô tận thần vực đồ cái không chừa mảnh giáp. Đế tử Vân đằng đằng sát khí quát lớn. Đế tử Vân, người cứ như vậy ước gì diệt ta vô tận thần phủ. Tiêu Phàm lại là cười nhạt một tiếng, ta mị nói, nếu không, chúng ta tới trước chơi một cái trò chơi. Trò chơi gì, mấy người của đại gia tộc như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm, gia hỏa này sẽ không bị sợ choáng váng a,
người vô tận thần phủ đều muốn hủy diệt, còn đang suy nghĩ chơi trò chơi. Nhìn thấy đám người trầm mặc, Tiêu Phàm vừa cười nói, các ngươi tứ đại gia tộc, dù sao cũng là thái cổ thần giới người, lúc đầu ta là không muốn giết người. Giết người, liền bằng ngươi, có thể giết được ai? Đế tử Vân lại cũng nhịn không được cười lên. Một cái người sắp chết, lại còn nghĩ đến giết người khác, không phải buồn cười, lại là cái gì? Những người khác cũng âm thầm lắc đầu, cái này Tiêu Phàm, sợ là thật bị sợ ngốc, bắt đầu lời nói không mạch lạc. Bất quá đây, Tiêu Phàm tự lo không xong vừa nói, đã các ngươi muốn tiêu diệt ta vô tận thần phủ, nếu như ta không hơi phản kích một lần, người khác sẽ còn cho là ta vô tận thần phủ thật rất dễ bắt nạt. Phản kích, ngươi lấy cái gì phản kích? Đám người tựa như nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười đồng dạng, một cái người sắp chết, lại còn lớn lối như thế, điều này có thể cải biến kết cục sao? Không thể, cho nên, Tiêu Phàm giống như đang lầm bầm lầu bầu, khóe miệng hơi hơi dương lên, nói các ngươi tứ đại gia tộc, ta chuẩn bị trước diệt một cái, chọn ai tốt đây? Tiêu Phàm, không muốn giả thần giả quỷ, thời khắc này ngươi, ở ta nhân tộc liên minh trước mặt, giống như run rế, lại có thể diệt được ai? Đế tử Vân khinh thường cười một tiếng. Trong lòng âm thầm lắc đầu, Tiêu Phàm a, may mà ngươi đã từng lực áp cùng tuổi một đời, có thể kết cục lại là như thế thật đáng buồn. Trước khi chết, còn tưởng tượng lấy diệt sát tứ đại gia tộc, thực sự là buồn cười. Tất nhiên ngươi đứng dậy, vậy liền tuyển đế tử gia tộc a, nghe nói đế tử gia tộc đại đế cảnh là diệt không xong, hiện tại, ta thử xem. Tiêu Phàm cười híp mắt vỗ tay phát ra tiếng nói. Theo bộp một tiếng vang lên, đế tử Vân trong lòng một cái lộp bộp, chẳng biết tại sao, trong lòng thật giống như bị một cỗ lực lượng mãnh liệt run rẩy một chút. Tốt rồi, đế tử gia tộc hẳn là chết không sai biệt lắm. Tiêu Phàm khí định thần nhàn nói, hiện tại, còn có ai muốn tiêu diệt ta vô tận thần phủ? Ha ha, thực sự là buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai, gõ ngón tay, cũng có thể diệt ta đế tử gia tộc. Đoán chừng làm nằm mơ ban ngày đây. Cũng có khả năng là bị dọa điên, ngay cả mình là ai cũng không biết, nếu là hắn lợi hại như vậy, dị ma chẳng phải là sớm đã bị đồ không còn chút nào. Không muốn cùng một cái đồ đần so đo, dù sao chẳng qua là một cái người sắp chết mà thôi. Nhân tộc liên minh tu sĩ châm chọc khiêu khích, có người càng là cười gặp cả người. Cho dù là vô tận thần phủ tu sĩ cũng là sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt đờ đẫn nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ hiển nhiên cũng không tin Tiêu Phàm liền dễ dàng như vậy diệt đế tử gia tộc. Đây chính là truyền thừa mấy chục vạn năm đại gia tộc a, nội tình thâm hậu hết sức, khác biệt không biết bây giờ còn toát ra rất nhiều thánh tôn cảnh, nguyên tôn cảnh cường giả sao. Đại gia tộc như thế nào tốt như vậy diệt? Không có khả năng, nhưng mà, cũng đúng lúc này, đế tử Vân đột nhiên hai mắt đỏ bừng gào thét một tiếng, giống như nổi điên như dã thú căm tức nhìn Tiêu Phàm, Tiêu Phàm. Người đối với ta đế tử gia tộc làm cái gì? Đám người đột nhiên yên tĩnh, vẻ mặt không hiểu nhìn xem đế tử Vân. Mấy tức về sau, rất nhiều người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào, có người trợn mắt hốc mồm phun ra mấy chữ. Đế tử Vân như thế kinh hãi, khả năng duy nhất chính là, đế tử gia tộc thật bị diệt. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Chẳng lẽ là đế tử Vân cùng Tiêu Phàm đang diễn trò, cái kia cũng không nên a, đế tử gia tộc cùng Tiêu Phàm ở giữa cừu hận cũng không nhỏ, hơn nữa phơi hắn cũng không dám ở trước mặt Khương Chấn Long lá mặt lá trái. Không phải nói, trước diệt ngươi đế tử gia tộc sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi không tin. Nếu không chúng ta nhìn xem hiện trường trực tiếp, dứt lời, Tiêu Phàm phất tay, một màn ánh sáng bỗng hiện lên ở không trung. Trong tấm hình, ánh lửa ngút trời, khói đặc nổi lên bốn phía, bụi bặm tràn ngập, một mảnh hủy diệt cảnh trong nháy mắt lạc ấn ở tất cả mọi người tầm mắt. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy, một chút máu me đầm đìa bóng người từ trong một mảnh phế tích chật vật leo ra, trên mặt đều là tuyệt vọng, tựa như đã trải qua cái gì kinh khủng sự tình một dạng. Chỉ chốc lát sau, bụi bặm tiêu tán, tất cả mọi người nhìn không được hít một hơi lạnh. Chỉ thấy một mảnh phương viên mấy vạn dặm phế tích hiện lên ở tất cả mọi người trong tầm mắt, từ trên cao quan sát mà xuống, hùng vĩ hết sức. Đế Trần Cổ Thành, Tây Môn, có người hướng về trong tấm hình hiện lên một cái rách nát cửa thành, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, đây là giả. Đế tử gia tộc người bỗng nhiên lắc đầu,
căn bản không thể tin được đây là sự thật. Chẳng lẽ Tiêu Phàm cố ý làm ra như vậy một hình ảnh, đến lừa dối chúng ta à, muốn đem chúng ta dọa lùi, không có cửa đâu. Có người cười lạnh không thôi. Chỉ có Khương Chấn Long lại là híp hai mắt, thở sâu nhìn xem Tiêu Phàm. Người khác không rõ ràng, nhưng hắn vẫn lại không quá minh bạch, Tiêu Phàm là thật có loại này lực lượng hủy thiên diệt địa, lúc trước hắn ở ma quật bên trong hủy diệt thành trì cũng không ít. Cái kia đúng là đế trần cổ thành Tây Môn, mấy năm trước ta đi qua một chuyến, chính là chỗ này. Có người vẻ mặt khẳng định nói. Cũng đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa kích xạ mà tới, xông vào trong tấm hình. Ai, lại là một cái hắc bào lão giả nhìn qua trước mắt hóa thành phế tích đế trần cổ thành, tức giận gầm thét. Đó là đế tử Vô Nhai. Có người nhận ra hắc bào lão giả lai lịch, lập tức kinh hô không thôi. Hình tượng này quá chân thực, căn bản không giống như là làm bộ. Đám người trong đầu trong nháy mắt toát ra cùng một cái từ, búng tay phi hôi yên diệt. Tiêu Phàm, người thật là ác độc. Đế tử Vân cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, sắc mặt trở nên có chút vặn vẹo. Đám người cũng rốt cục cảm giác có chút không đúng, đế tử Vân tức giận như thế, hiển nhiên đó cũng không phải giả. Có lẽ là đế tử Vân thông qua một chút thủ đoạn đặc thù, biết được đế trần cổ thành bị diệt tin tức. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, nói, hung ác, các ngươi tứ đại gia tộc, liên thủ muốn hủy diệt ta Vô Tận Thần Phủ, không cảm thấy hung ác, hiện tại ta diệt ngươi đế tử gia tộc, ngươi đã cảm thấy hung ác. Thực sự là buồn cười, Vô Tận Thần Phủ tu sĩ cũng là cười lạnh không thôi, không có người nào cảm thấy Tiêu Phàm hung ác, Tiêu Phàm không làm như vậy, chết chính là bọn họ. Chúng ta tới đây, chẳng qua là hỏi tội ngươi một người mà thôi, ngươi nếu nguyện ý đền tội. Đương nhiên sẽ không động Vô Tận Thần Phủ, có thể nhưng ngươi xem mạng người như cỏ rác. Đế tử Vân hận không thể nuốt Tiêu Phàm huyết nhục, đối Tiêu Phàm hận thấu xương. Tiêu Phàm không còn gì để nói, đây quả thực là cường đạo logic, cưỡng từ đoạt lý. Thật chẳng lẽ muốn chờ Vô Tận Thần Phủ bị các ngươi diệt, ta mới có thể phản kích sao? Huống chi, ta Tiêu Phàm vô tội, vì sao muốn đền tội? Liền bởi vì các ngươi tứ đại gia tộc cho là ta đáng chết. Ta liền cần phải chết. Tiêu Phàm, ngươi sẽ vì ngươi hành động trả giá thật lớn, hôm nay, ngươi cùng Vô Tận Thần Phủ tai kiếp khó thoát. Đế tử Vân sát khí nặng nề nói. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, vừa mới ngươi nha còn nói ta diệt đế trần cổ thành chính là xem mạng người như cỏ rác, hiện tại, ngươi luôn mồm muốn tiêu diệt ta Vô Tận Thần Phủ, chính là đương nhiên. Vô Tận Thần Phủ tu sĩ cũng bị đế tử Vân làm vui, hắn đây nha là từ đâu tới ngu ngốc. Là tới Khôi Hải sao? Ta rất muốn biết rõ, ngươi làm sao để cho ta cùng Vô Tận Thần Phủ tai kiếp khó thoát? Tiêu Phàm lại là cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét mắt ở đây tứ đại gia tộc. Làm Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua thời khắc, nhân tộc liên minh tu sĩ không tự chủ được cúi đầu xuống, liền nhìn thẳng dũng khí đều không có. Đế tử Vân cũng ẩn ẩn phát hiện có chút không đúng, bọn họ khí thế hùng hổ mà đến, nhưng bây giờ, bởi vì đế tử gia tộc bị diệt. Bọn họ đã triệt để bị giật mình. Xiết Tiêu Phàm, bọn họ hiện tại nơi nào còn có dạng này dũng khí, vạn nhất Tiêu Phàm lại gõ ngón tay, diệt gia tộc của bọn hắn đây. Tiêu Phàm, diệt ta đế tử gia tộc là ngươi đã sớm kế hoạch tốt, ta liền không tin, ngươi còn có bản sự ứng phó gia tộc khác. Đế tử Vân giận dữ hét, muốn đánh vỡ đám người đối Tiêu Phàm sự sợ hãi ấy. Có đúng không? Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, chậm rãi nâng tay phải lên. Ánh mắt từ hiên viên gia tộc cùng cơ gia trên thân mọi người hiện lên, đó là hiên viên gia tộc tốt đây, vẫn là cơ gia đây. Tiêu Phàm, người đừng trang mô tác dạng, đế tử Vân một bộ ăn chắc Tiêu Phàm bộ dáng. Đế tử Vân, câm miệng cho ta. Đột nhiên, cơ vô đạo nổi giận gầm lên một tiếng, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ, người đế tử gia tộc bị diệt, cũng đừng bám vào ta cơ gia. Cơ vô đạo, chẳng lẽ người thực sự tin tưởng Tiêu Phàm mà nói? Hủy diệt đế trần cổ thành, đã là hắn mức cực hạn. Đế tử Vân quát. Hắn hiện tại, chỉ muốn diệt Tiêu Phàm, dù sao hắn đế tử gia tộc đã hủy diệt, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Hừ, ngươi muốn tiêu diệt, chính ngươi lên a. Cơ vô đạo cười lạnh một tiếng, dù sao hắn là sẽ không chủ động xuất thủ ứng phó Tiêu Phàm. Tất nhiên Tiêu Phàm có thể lặng yên không tiếng động diệt đi đế tử gia tộc, vậy hắn khẳng định cũng có đồng dạng thực lực diệt đi cơ gia. Phủ chủ, còn mời hạ thủ lưu tình. Lúc này, Tiêu Phàm sau lưng một bóng người đột nhiên lóe ra,
cung kính quỳ gối Tiêu Phàm trước người. Cơ Vô Nhạn, Tiêu Phàm nhíu mày, sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn tản ra, lạnh giọng nói, Cơ gia đuổi ngươi ra khỏi gia tộc, ngươi bây giờ nhưng phải thay Cơ gia cầu tình. Hắn trong mắt bên trong, đều là nồng đậm vẻ thất vọng. Ta, Cơ Vô Nhạn nhất thời im lặng, xám một cái thật sâu nói, Cơ gia tốt xấu cũng sinh ta nuôi ta, thuộc hạ biết rõ ân oán cá nhân không thể cưỡng ép chủ đạo một phủ ân oán, nhưng khẩn cầu phủ chủ, nếu như Cơ gia cứ vậy rời đi, phủ chủ có thể tha Cơ gia một lần. Tiêu Phàm vẻ mặt phẫn nộ, bất quá thở sâu về sau, đột nhiên lạnh lùng nhìn phía xa Cơ Vô Đạo chờ Cơ gia người, tốt, bổn phủ chủ có thể tha cho bọn hắn một lần, nhưng là chỉ có lần này, nếu như dám ở đối Vô Tận Thần phủ xuất thủ, ta nhất định gấp 10 lần so với đế tử gia tộc. Tạ phủ chủ, Cơ Vô Nhạn liên tục dập đầu 3 cái. Nơi xa, Cơ Vô Đạo đám người trên mặt đều là vẻ phức tạp, thật lâu, Cơ Vô Đạo đột nhiên tiến lên một bước, khom người nói, thượng sứ, ta Cơ gia tạm thời rời khỏi. Ngươi xác định, Khương Chấn Long híp hai mắt, ngữ khí rất lạnh, nhưng hắn trong lòng cũng có chút không xác định. Hắn là thượng sứ không sai, nhưng nếu như Cơ gia tổn thất nặng nề, với hắn mà nói, cũng là một loại tổn thất, dù sao, hắn còn phải mượn nhờ những cái này gia tộc lực lượng. Mặt khác, chớ nhìn hắn là thượng sứ, nhưng hắn ở các đại gia tộc cao tầng trong mắt, cũng không có quá cao địa vị. Bằng không mà nói, tứ đại gia tộc tới đây hỏi tội, cũng không phải là một đám là thánh tôn cảnh, chí ít cũng là một đám nguyên tôn cảnh. Thượng sứ, Cơ gia ngày sau lại mời tội, Cơ Vô Đạo cung bái một tiếng, sau đó đưa tay vung lên, xuất lĩnh lấy người Cơ gia rời đi. Một đám thứ hèn nhát, đệ tử Vân giận mắng một tiếng, tức giận tới cực điểm. Lần này Vô Tận Thần phủ chuyến đi, đệ tử gia tộc gần như diệt tộc, nhưng mà, Cơ gia lại hoàn hảo không chút tổn hại rời đi, cái này khiến hắn làm sao cam tâm. Hiên Viên Huyền Đạo, các ngươi Hiên Viên gia tộc đây. Khương Chấn Long lông mày hơi nhíu, nói thật, đám này thánh tôn cảnh đi theo hắn tới đây hỏi tội Tiêu Phàm, hắn nội tâm nhiều ít là có chút khó chịu. Loại này cảm giác, liền cùng đuổi ăn mày một dạng, người nha, tốt xấu cũng cần phải để mấy cái nguyên tôn cảnh đến a. Hiên Viên Huyền Đạo ánh mắt lấp lóe, trong lòng do dự bất định. Việc này còn cần gia tộc lão tổ môn quyết định, nghĩ nghĩ, Hiên Viên Huyền Đạo vẫn là đem bóng ra đá ra ngoài. Không thể không nói, già thành tinh, Hiên Viên Huyền Đạo biện pháp này là ổn thỏa nhất, dù sao ai cũng không đắc tội. Hừ, Khương Chấn Long hất lên áo bào, lạnh rên một tiếng, nói, một đám phế vật, không dùng các ngươi, bản tôn một người là đủ. Dứt lời, Khương Chấn Long bóp tay đánh ra một đạo thủ quyết. Chỉ thấy một đạo to lớn trưởng cương từ trên trời giáng xuống, ngầm trộm nghe đến một tiếng rồng gầm. Tất cả mọi người nghe lệnh, dám bước vào Vô Tận Thần vực nửa bước người, giết không tha. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ra lệnh một tiếng. Là, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong đám người lớn tiếng đáp, túc sát chi khí quét sạch toàn trường. Bất quá, mắt thấy đạo kia trưởng cương đánh tới, trừ bỏ Khương Ách cùng Hoa Thiên Thụ số ít mấy người bên ngoài. Đám người trong lòng đều chìm đến đáy cốc. Khương Chấn Long cái kia khí thế cường đại, thế nhưng là pháp tôn cảnh a, bọn họ những người này cũng không phải pháp tôn cảnh đối thủ. Tiêu Phàm, nếu không, ta gọi nhị thúc bọn họ. Tà Vũ trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói, Khương Chấn Long bùng nổ khí tức cường đại, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Dù sao, hắn vẻn vẹn chỉ là hạ phẩm nguyên tôn, thượng phẩm nguyên tôn dĩ nhiên có thể một trận chiến. Nhưng hạ phẩm pháp tôn, đã có cực lớn độ khó. Trừ phi hắn bản nguyên chi lực có thể tăng lên tới hạ phẩm nguyên tôn cực hạn, lấy hắn 8 phần 10 khống chế độ thực lực, đủ để cùng hạ phẩm pháp tôn cảnh một trận chiến. Không cần, ứng phó hắn, ta liền đủ rồi. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Kiếm Tà Vương là mạnh, nhưng không thể thời khắc chú ý Vô Tận Thần phủ, bây giờ còn chỉ là đối mặt một cái hạ phẩm pháp tôn mà thôi, nếu như đối mặt trung phẩm pháp tôn đây. Dựa vào người khác, tổng không bằng dựa vào bản thân. Tà Vũ nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc, hắn còn cho rằng mình nghe lầm. Oanh, nhưng mà, cũng đúng lúc này, trời cao trận pháp màn sáng đột nhiên bạo tán mà ra, Vô Tận Thần Sơn lập tức hiển lộ mà ra. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm gào thét mà ra, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, không chung một đạo đáng sợ kiếm quang nở rộ, cơ hồ trong nháy mắt hút hết Tiêu Phàm tất cả hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng. Khương Chấn Long nhìn thấy trận pháp bị phá ra,
trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, nhưng mà một khắc sau, hắn chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, thật giống như bị một con rắn độc tập trung vào một dạng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Khương Chấn Long cực tốc hướng về bên cạnh tránh đi, nhưng vẫn như cũ bị kiếm quang kia xuyên thủng đầu vai, máu tươi chảy ra. Ai, Khương Chấn Long trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, không thể tưởng tượng nổi hướng về tới gần hắn đạo nhân ảnh kia, Tiêu Phàm. Tuyên cổ thông thông, Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, không chút do dự thi triển ra thời không bản nguyên tuyệt kỹ, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt đảo qua Khương Chấn Long. Khương Chấn Long vốn định xuất thủ đánh giết, có thể phát hiện bản thân tu vi vậy mà đang nhanh chóng rơi xuống, thể nội bản nguyên chi lực giảm bớt cực nhanh. Loại này giảm bớt, không phải tiêu hao, mà là tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Bản thân tu vi đang lùi lại, nghĩ vậy, Khương Chấn Long nhấc chân chạy, có thể Tiêu Phàm nếu như cũng đã xuất thủ, lại làm sao có thể nhường hắn đào tẩu đây. Ứng phó hạ phẩm pháp tôn cảnh, chính diện giao phong, hắn cũng liền tam bản phủ thoáng qua một cái, hắn cũng chỉ là một cái bị chém giết đối tượng mà thôi. Tu La Tràng, Tiêu Phàm lấn người mà tiến, lần thứ hai thi triển ra liền sát lục bản nguyên tuyệt kỹ, giống như một tôn cái thế ma tôn lâm thế. Ta tu vi, Khương Chấn Long kinh hãi không thôi, hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân tu vi vậy mà sắp rơi xuống khỏi phẩm pháp tôn. Đây thật là một cái hạ phẩm nguyên tôn nên có thực lực. Không chờ hắn đến chấn kinh, xoay người chạy, nơi nào còn dám tới gần Tiêu Phàm. Hắn nội tâm vừa tức vừa giận, bản thân vậy mà kém chút thua ở một cái hạ phẩm nguyên tôn trong tay. Chỉ là, hắn vừa mới chạy ra hơn 10 dặm, kinh khủng huyết sát chi kiếm đột nhiên xuất hiện. Mấy đạo càng là trực tiếp xuyên qua hắn thân thể, máu tươi dâng trào. Hắn thân thể một cái lảo đảo, cơ hồ liền bú sữa mẹ khí lực đều thi triển ra, lúc này mới may mắn trốn qua một kiếp. Đám người sớm đã thấy choáng mắt, rất nhiều người không dám tin vuốt vuốt hai mắt. Khương Chấn Long thế nhưng là pháp tôn A, lại bị một cái hạ phẩm nguyên tôn đè lên đánh, nếu như không phải tận mắt thấy, ai sẽ tin tưởng. Ngay cả Khương Chấn Long bản thân cũng cho là mình vừa rồi làm một giấc mộng, thẳng đến trên người kiếm thương đâm nhói cảm giác truyền đến, hắn lúc này mới thanh tỉnh, đây không phải nằm mơ, mà là thật. CMN, hậu phương làm xong tùy thời trợ giúp chuẩn bị Tà Vũ, trực tiếp tuôn ra nói tục. Ba chiêu, vẻn vẹn ba chiêu, Tiêu Phàm vậy mà đả thương nặng hạ phẩm pháp tôn, làm cho đối phương không dám lên trước một bước, trên mặt còn lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn là làm sao làm được? Phủ chủ thần uy cái thế, không biết ai giống to một tiếng, những người khác lập tức cũng đi theo gào thét, vô tận thần phủ tu sĩ chỉ cảm giác mình máu tươi đều sôi trào. Đây chính là chúng ta phủ chủ A, ba đòn bị trọng thương phẩm pháp tôn, như thế thiên kiêu, cái thế tuyệt luân. Tiêu Phàm lại là thần sắc hờ hững, liền mí mắt đều không nháy một lần, nện bước kiên định bước chân, hướng về Khương Chấn Long đi đến, lại đến. Lại đến. Khương Chấn Long toàn thân run một cái, hắn hiện tại tu vi ở thượng phẩm nguyên tôn cùng hạ phẩm pháp tôn bồi hồi, chỉ thiếu một chút xíu, liền muốn rớt xuống. Một khi trở thành hạ phẩm nguyên tôn, hắn biết rõ, bản thân cảm giác không hy vọng còn sống. Tiêu Phàm, người chờ. Khương Chấn Long khẽ cắn môi, khua tay nói, tất cả mọi người rút lui. Nhân tộc liên minh tu sĩ dính không được rời đi, Tiêu Phàm hung mãnh bọn họ triệt để kiến thức qua. Theo Khương Chấn Long ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người nhấc chân chạy, sợ mình chậm, đem mệnh nằm tại chỗ này. Tiêu Phàm nhìn qua chạy trốn nhân tộc liên minh, trên mặt đều là khinh thường. Đám người không chú ý là, Tiêu Phàm giờ phút này phía sau lưng sớm đã ướt đẫm. Ba đòn, cơ hồ đã tiêu hao hết tinh thần khí của hắn. Hắn hiện tại, dĩ nhiên còn có thể đứng đấy, nhưng nếu muốn đánh bại Khương Chấn Long, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đáng tiếc, Khương Chấn Long bị Tiêu Phàm ba đòn phá tan, liền tiếp tục dũng khí chiến đấu đều không có. Không thể không nói, Tiêu Phàm kế hoạch làm ra hiệu quả. Thật muốn giết Khương Chấn Long, hắn làm không được, biện pháp duy nhất chính là dọa lùi hắn. Lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ có thể toàn lực ứng phó, hao hết tất cả tạo thành một loại có thể uy hiếp đến hạ phẩm pháp tôn cường giả giả tượng, điểm này, Tiêu Phàm làm được. Nếu như thời không bản nguyên chi lực cùng hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng có thể đột phá 10.000 giới hạn, có lẽ thật vẫn khả năng tiêu diệt tầm thường hạ phẩm pháp tôn. Tiêu Phàm trong lòng trầm tư.
hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn vẫn là tuyên cổ thông thông cùng kiếm thể, nhưng hai loại bản nguyên tuyệt kỹ uy lực quá yếu, không đủ để dưới uy hiếp phẩm pháp tôn cường giả tính mệnh. Giết chóc tu la chàng dĩ nhiên rất mạnh, nhưng đó là nhằm vào quần thể, bản nguyên chi lực bùng nổ uy lực phân tán, kém xa tít tắp đơn thể công kích. Tiêu Phàm, người thực nhiều bức, người làm như thế nào? Tà Vũ lách mình đi tới Tiêu Phàm trước người, một cỗ lực lượng vô hình đỡ lấy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là ánh mắt lạnh như băng hướng về Khương Trấn Long thoát đi phương hướng, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lần này, mặc dù dọa lui Khương Trấn Long, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ thập phần lo lắng. Cái này buồn cười nhân tộc liên minh, nói đến cùng, chỉ bất quá đã trở thành thiên hoang nanh vuốt mà thôi. Tiêu Phàm không tin, chỉ có một cái Khương Trấn Long đến, khả năng còn có mặt khác thiên hoang cường giả đến. Sau một khắc, hắn coi như không may mắn như thế nữa. Tiêu Phàm, nếu không, ta gọi kiếm nhị thúc đến trấn thủ vô tận thần phủ. Tà Vũ nhìn ra Tiêu Phàm lo âu trong lòng, chủ động đề nghị. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là lắc đầu, nói kiếm Tà Vương tiền bối, có hắn tự thân trách nhiệm. Tà Vũ trầm mặc không nói, hắn không biết kiếm Tà Vương bọn họ đến cùng đang làm cái gì, nhưng là, hắn cũng rất ít có thể thấy được. Hơn nữa, kiếm Tà Vương mỗi lần trở về, đều sẽ máu tươi chảy đầm đìa, bị thương rất nặng, phải hoa một đoạn thời gian mới có thể phục hồi như cũ. Hắn đã từng hỏi thăm qua hắn sư tôn Tà Thần, lấy kiếm Tà Vương bọn hắn thực lực, vì sao sẽ thụ thương thế nặng như vậy, Tà Thần chỉ là lắc đầu. Tà Vũ minh bạch, đó là lấy hắn thực lực, còn không cách nào đến giúp kiếm Tà Vương bọn họ, cùng lo lắng, còn không bằng không biết. Lão Tam, ngươi không sao chứ? Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ đi tới Tiêu Phàm phụ cận, trong mắt đều là lo lắng. Ta không sao, Tiêu Phàm mỉm cười, tránh ra Tà Vũ nâng. Lấy ra một khỏa đan dược nhét vào trong miệng, mọi người tản đi. Ngay sau đó hắn nhìn lên bầu trời, trong lòng ngưng tiếng nói, xem ra, còn phải tăng cường một lần trận pháp mới được, ít nhất cũng phải có thể ngăn trở hạ phẩm pháp tôn công kích. Bây giờ thái cổ thần giới tấp nập toát ra hạ phẩm pháp tôn cường giả, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, tiếp xuống tình thế chỉ càng ngày sẽ càng ác liệt. Mà vô tận thần phủ, cho dù tăng thêm Tà Vũ, cũng vẻn vẹn chỉ có hai cái hạ phẩm nguyên tôn. Nếu như đối mặt mấy cái hạ phẩm pháp tôn công kích, vô tận thần phủ khoảng cách hủy diệt cũng không xa. Tiêu Phàm thể lực khôi phục nhanh chóng, tiếp xuống mấy ngày, vô tận thần phủ ngược lại là khó được yên tĩnh, bất quá tất cả mọi người ở vào một loại trạng thái căng thẳng. Thái cổ thần giới tứ phương tin tức, thỉnh thoảng truyền vào vô tận thần phủ, Tiêu Phàm trên mặt lo lắng càng ngày càng đậm. Lão Tam, có thám tử báo cáo, đệ tử gia tộc cường giả, đang ở triệu tập tất cả lực lượng. Ngày hôm đó liền sẽ đánh tới vô tận thần sơn. Nam Cung Tiêu Tiêu trên mặt hết sức ưu sầu. Trừ bỏ đệ tử vô nhai bên ngoài, còn có mấy cái hạ phẩm pháp tôn. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Hai cái, Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng nói. Hai cái sao, Tiêu Phàm vuốt vuốt thái dương huyệt. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy bản thân tu vi đủ mạnh, nhưng là bây giờ xem ra, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Sớm biết. Hắn hẳn là đem vạn thánh dược các đưa vào thái cổ thần giới, kể từ đó, lấy Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu trong bọn họ phẩm pháp tôn cảnh giới, thái cổ thần giới địch, lại có sợ gì? Tiêu Phàm, cũng đúng lúc này, một tiếng thanh âm lo lắng từ bên ngoài truyền đến, chỉ thấy Tà Vũ vô cùng lo lắng xông vào, không xong. Tiêu Phàm cau mày, lấy Tà Vũ tâm tính, có thể làm cho hắn cấp thiết như vậy tin tức, tất nhiên không đơn giản. Chuyện gì? Tiêu Phàm hỏi. Ta nghe sư tôn nói, dị ma thông đạo lại khuếch trương lớn thêm không ít, không bao lâu, liền sẽ có đại lượng dị ma giết vào thái cổ thần giới, trong đó không thiếu pháp tôn cường giả. Tà Vũ vẻ mặt ngưng trọng nói, thái cổ thần giới không phải có không ít pháp tôn sao? Nam Cung Tiêu Tiêu cau mày nói, những cái kia dị ma đánh tới, tổng sẽ không chỉ nhằm vào vô tận thần phủ a. Trời sập xuống, còn có cao to đỉnh lấy đây. Sư tôn nói. Thần chiến cổ địa những người kia bị cứu ra. Tà Vũ lại hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm nghe vậy, lông mày cũng vặn thành chữ xuyên. Thần chiến cổ địa người, người khác không biết, Tiêu Phàm có thể cũng rõ ràng là gì, những cái kia, đều là thái nhất thánh giới thánh tử thánh nữ a. Bọn họ nếu như đi ra, tất nhiên trước tiên tìm chính mình báo thù. Mà lấy bọn hắn nội tình,
đoán chừng có thể triệu tập không ít 7 sao trở lên dị ma. Đến lúc đó nếu như nhằm vào vô tận thần phủ, thế nhưng là vô tận thần phủ tai nạn. Đệ tử gia tộc ân oán còn chưa có giải quyết, hiện tại lại muốn đối mặt dị ma cường giả đánh giết, cái này là hoàn toàn không cho hắn thời gian thở dốc a. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Phàm thở sâu, để cho mình bình tĩnh trở lại, trong đầu nhanh chóng suy tư ứng đối phương pháp. Khởi bẩm điện chủ, bên ngoài có một cái gọi là Tử Như Huyết người cầu kiến. Cũng đúng lúc này, đại điện bên ngoài, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tử Như Huyết, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu. Nếu như không phải có người nhắc lên cái tên này, hắn đều đã triệt để quên đi. Mấy chục năm trước, hắn đem hoang gia trục xuất hư vô loạn lưu, trong lúc vô tình mở ra một chỗ quỷ dị thời không, Tử Như Huyết linh hồn trốn thoát. Về sau mượn nhờ long mộ bên trong long mạch chi khí, tụ hợp nhục thân, liền một đi không trở lại. Không nghĩ tới Tử Như Huyết vậy mà lại chủ động tìm tới môn đến, cái này khiến Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Truyền, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Chỉ chốc lát sau, một người mặc trường bào màu tím, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn phi phàm thanh niên nam tử đi đến, thỉnh thoảng đánh giá bốn phía đại điện. Nha, Tiêu Phàm, cũng không tệ lắm a, thời gian mấy chục năm, vậy mà đánh xuống to lớn địa bàn. Tử bào thanh niên vẻ mặt trêu ghẹo nói, trong giọng nói mang theo một tia bất cần đời ý tứ. Nam Cung Tiêu Tiêu đám người trên mặt lộ ra không thích, người này có vẻ như cũng quá tùy tiện rồi a, dám ở chỗ này dương oai. Ngươi là Tử Như Huyết, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, Tử Như Huyết không phải là một lão gia hỏa a, lúc nào trở nên còn trẻ như vậy. Bất quá, hắn quả thật có thể cảm nhận được, Tử Như Huyết trên người mệnh cách khí tức, cùng hắn trong ấn tượng giống như đúc, hơn nữa, hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được mình cùng đối phương mệnh cách một tia liên hệ. Không phải ta là ai? Tử Như Huyết bĩu môi nói, tựa như không phải rất nghĩ đến vô tận thần phủ một dạng. Ngươi làm sao biết tới nơi này? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, mặc cho Tử Như Huyết làm sao phách lối, hắn nghĩ muốn Tử Như Huyết quỳ xuống, đối phương liền phải quỳ xuống. Ngươi cho rằng ta rất nghĩ đến sao? Lão tử cuộc sống tạm bỡ lúc đầu qua nhiều hài lòng, tiểu mẫu long trái ôm phải ấp. Tử Như Huyết vẻ mặt cao ngạo nói. Đại điện bên trong, đám người khóe miệng giật một cái. Tiêu Phàm cũng vẻ mặt im lặng, gia hỏa này bản thể chính là ngũ trảo tử kim thần long, cùng long tộc nói chuyện luyến ái cũng không có gì. Thế nhưng là, hắn đều là đã sống vài chục vạn năm lão quái vật, còn nghĩ nói chuyện yêu đương, cùng Tiêu Phàm tưởng tượng có chút khác biệt. Nói như vậy, là có người muốn ngươi tới. Tiêu Phàm hỏi, hắn đối Tử Như Huyết không có quá nhiều hảo cảm, lão già này, thế nhưng là gian xảo đây. Hơn nữa, hiện tại vô tận thần phủ nguy nan trọng trọng, hắn cũng không có có nhiều thời gian như vậy cùng hắn ở trong này phí miệng lưỡi. Tiếu Thiên Cơ, ngươi biết a? Tử Như Huyết cực kỳ khó chịu nói. Ách, Tiêu Phàm sững sờ. Hắn xác thực rất kinh ngạc, Tiếu Thiên Cơ vậy mà lại tìm đến Tử Như Huyết, mấu chốt là, hai người bọn họ có vẻ như không biết a. Tiêu Phàm thật muốn không hiểu, hai cái người không quen biết, vậy mà đột nhiên liên hệ với nhau. Tốt rồi, dù sao lão tử đáp ứng hắn lưu tại vô tận thần phủ, người thật tốt ăn ngon uống chiếu cố lấy. Tử Như Huyết tự tiện đi đến một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống, căn bản không có nhìn đại điện bên trong những người khác một cái. Nam Cung Tiêu Tiêu đám người giận mà không dám nói gì, gia hỏa này, chẳng lẽ là Tiếu Thiên Cơ mời tới đại gia sao? Tiêu Phàm ngược lại là coi như bình tĩnh, híp hai mắt hướng về Tử Như Huyết, nói ăn uống có thể có, nhưng là phải để cho ta gặp lại ngươi có đáng giá gì ta tới chiếu cố. Hắn nội tâm kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ, hơn nữa cũng tin tưởng Tiếu Thiên Cơ hẳn là sẽ không tìm cho mình cái vướng víu tới nơi này. Hơn nữa, Tử Như Huyết cũng là từ cái kia trong không gian thần bí đến, bây giờ hơn 10 năm đi qua, hắn nghĩ đến khôi phục không ít thực lực. Nghe Tiếu Thiên Cơ nói, ngươi gần nhất có không ít phiền phức, để cho ta tới thay ngươi đuổi đi những cái kia con ruồi. Tử Như Huyết lơ đãng nói. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người ngược lại có chút ngạc nhiên, Tiếu Thiên Cơ có thể biết được vô tận thần phủ tình cảnh không tính là gì. Mấu chốt là, cái này Tử Như Huyết, thật sự có thể giải quyết vô tận thần phủ phiền phức. Nghe khẩu khí của hắn, tựa như những cái kia hạ phẩm pháp tôn, đều không để tại hắn nhãn lực giống như. Người tu vi bao nhiêu? Tiêu Phàm híp híp hai mắt,
trầm giọng nói, không cho phép nói láo. Nói ra lời này thời khắc, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dẫn ra lấy Tử Như Huyết một sợi kia mệnh cách chi khí. Trung phẩm pháp tôn, Tử Như Huyết không bị khống chế đồng dạng, thốt ra. Cái gì, trung phẩm pháp tôn, làm sao có thể, lão tam, không nên bị hắn lừa gạt. Nam Cung Tiêu Tiêu, Tà Vũ đám người đồng thời lên tiếng kinh hô, không thể tin được nhìn xem Tử Như Huyết, thật sự là hắn quá trẻ tuổi, dạng người này, lại tại sao có thể là trung phẩm pháp tôn cường giả đây. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là tin, vừa rồi hắn hỏi như vậy, ai cũng khả năng nói láo. Nhưng Tử Như Huyết sẽ không nói láo. Tiêu Phàm, người rất không lễ phép. Tử Như Huyết làm sao không biết mình bị Tiêu Phàm khống chế đây? Hắn vốn cho là thoát ly Tiêu Phàm khống chế, không nghĩ tới đạt tới trung phẩm pháp tôn cảnh giới, vẫn là chạy không thoát. Vậy ngươi có ý kiến? Tiêu Phàm thần sắc bỗng nhiên trở nên sắc bén lên, nếu như ta đoán bất quá, cho dù ta đem ngươi đuổi đi, ngươi cũng không thể đi, đúng không? Tử Như Huyết một bộ bị người nhìn thấu tâm tư. Một vòng chột dạ thần sắc chợt lóe lên, vội vàng ngượng ngùng cười nói, không có ý kiến. Vậy liền ở tại Vô Tận Thần Phủ, sẽ không bạc đãi ngươi. Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, lão tam, cho Tử Tiền Bối an bài một cái an tĩnh chỗ ở. Nói thật, nếu như hắn biết được Tử Như Huyết đạt đến trung phẩm pháp tôn cảnh giới, đã sớm đem Tử Như Huyết triệu hoán đến. Hơn nữa, chỉ cần hắn một câu, Tử Như Huyết căn bản không có cơ hội phản kháng. Dù cho hắn là pháp tôn. Tử Như Huyết nghe được Tiêu Phàm ngữ khí có chút lạnh, cũng chỉ đành hậm hực cười một tiếng, đem khó chịu giấu ở trong lòng. Tốt, Nam Cung Tiêu Tiêu sang sảng cười một tiếng, trên mặt ưu sầu trong nháy mắt tan thành mây khói. Một cái trung phẩm pháp tôn tọa trấn Vô Tận Thần Phủ, chính là đến mấy cái hạ phẩm pháp tôn, cũng không cần e ngại a, hắn còn có gì phải lo lắng đây. Nam Cung Tiêu Tiêu mang theo Tử Như Huyết rời đi. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, tạm thời mà nói, đối mặt thông thường hạ phẩm pháp tôn, hắn không cần lo lắng. Tiêu Phàm, thật đúng là ngủ gật đã có người đưa gối đầu a. Tà Vũ cũng cười nói. Là dạng này sao? Tiêu Phàm lại là lắc đầu, hắn nhưng là thiên đố chi nhân, không có khả năng có vận khí tốt như vậy. Mấu chốt vẫn là Tiếu Thiên Cơ hỗ trợ, đây đã là Tiếu Thiên Cơ giúp hắn lần thứ ba, thậm chí hắn đều có chút không dám tin tưởng. Vì sao Tiếu Thiên Cơ một mực muốn trợ giúp bản thân? Tiêu Phàm, đệ tử gia tộc cũng nhanh đến, tiếp xuống làm thế nào? Tà Vũ lại hỏi. Đệ tử gia tộc vốn là không đáng để lo. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Ngươi là lo lắng thái nhất thánh giới dị ma. Tà Vũ liếc mắt một cái thấy ngay Tiêu Phàm lo lắng, lông mày cũng nhíu lại, ta cũng nghĩ không rõ, vì sao sư tôn không nhường người phong ấn lối đi kia? Vì sao không phong ấn thông đạo? Tiêu Phàm ngược lại là đoán được mấy phần, những cái này đẳng cấp thấp dị ma, đối với thái cổ thần giới tu sĩ mà nói, cũng coi là lịch luyện đối tượng. Hơn nữa, bởi vì dị ma thông đạo mở ra, thái cổ thần giới ẩn núp như quỷ xà thần bây giờ đều xông ra. Thậm chí hắn đang nghĩ, nếu như hắn hiện tại đi phong ấn dị ma thông đạo, đoán chừng đều sẽ có rất nhiều người nhảy ra ngăn cản. Bằng không mà nói. Lấy thiên hoang cùng thái cổ thần giới ẩn tàng người thực lực, phong ấn một cái dị ma thông đạo, rất khó sao. Chí ít Tiêu Phàm không cho là như vậy, không nói tà thần, chính là dưới tay hắn bốn đại tà vương, đều có thể tùy tiện làm đến. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn a. Tiêu Phàm thở thật dài một cái. Hắn có chút bất đắc dĩ, đáng tiếc chính hắn thực lực quá thấp, còn không cách nào chúa tể tất cả. Nếu như hắn đạt đến pháp tôn cảnh. Đối mặt bình thường pháp tôn cường giả, lại có sợ gì? Oanh, vừa dứt lời, thiên khung bỗng một trận kinh lôi vang lên, tựa như toàn bộ thái cổ thần giới đều mãnh liệt lay động, tất cả mọi người chỉ cảm thấy linh hồn kịch liệt run một cái, một cỗ bất an mãnh liệt quanh quẩn trong lòng. Tiêu Phàm đám người thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở quảng trường phía trên. Ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy chân trời một cỗ màu xám cho khí lãng xẹt qua, rơi về phía cuối chân trời. Cái kia hôi sắc khí lãng tản ra một cỗ khắc nghiệt cùng tử vong chi khí, để người tê cả da đầu. Chuyện gì xảy ra? Tà Vũ kinh ngạc nhìn về phía thiên khung, thần sắc cực kỳ không bình tĩnh. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì, khó có thể che giấu bọn họ nội tâm chấn kinh. Phủ chủ, lúc này,
Lãnh Tiếu Nhận trống rỗng xuất hiện ở quảng trường phía trên, sắc mặt hết sức ngưng trọng, theo tứ phương thám tử báo lại, vừa rồi thái cổ thần giới 9 vạn giới đồng thời rung động, một cỗ mãnh liệt khí tức quét sạch một giới. Tê đám người nghe vậy, nhịn không được hít một hơi lạnh. Ở uy thế cỡ này, dù cho thiên tôn cường giả, cũng chưa chắc có thể bạo phát đi ra a. Thái cổ thần giới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là thái nhất thánh giới người phủ xuống? Trúc Hồng Tuyết vẻ mặt lo lắng nói. Nên đến, cuối cùng vẫn là sẽ đến. Cách đó không xa Khương Ách thở sâu, quanh thân hắc khí quay cuồng, gần như thực chất hóa. Không đúng, thái nhất thánh giới cho dù mấy chục lần phẩm pháp tôn giáng lâm, cũng sẽ không thanh thế như vậy cuồn cuộn. Tiêu Phàm lại là hủy bỏ bọn hắn ý nghĩ, cụ thể chuyện gì, nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng. Lãnh Tiếu Nhận rời đi, bất quá chỉ một lát sau về sau lại lần nữa trở về, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, phủ chủ, chúng ta người lấy được tin tức xác thật, vừa rồi một hệ liệt dị tượng đầu nguồn, là thần đạo cổ thành. Thần đạo cổ thành, Hiên Viên Trảm Tiên kinh hô mà ra, cái kia nhưng là bọn họ gia tộc vị trí, kinh khủng như vậy dung chuyển, Hiên Viên gia tộc đều chưa hẳn sẽ tồn tại a. Không thể nào, Tử Thiên Y sắc mặt đại biến, sắc mặt một trận tái nhợt. Tiêu Phàm cùng Diệp Khuynh Thành đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nhìn về phía Tử Thiên Y. Phủ chủ, lúc này, nơi xa mấy bóng người bay vụt mà tới, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Tử Thiên Hồng kích xạ mà đến, vẻ mặt ưu sầu. Cha, sao ngươi lại tới đây? Tử Thiên Y 10 điểm kinh ngạc, đối trong lòng phỏng đoán lại là càng ngày càng khẳng định lên. Ai ngờ, Tử Thiên Hồng trực tiếp quỳ một gối xuống ở trước mặt Tiêu Phàm, nói thuộc hạ thỉnh tội, che giấu một ít chuyện. Chuyện gì? Tiêu Phàm không có chút rung động nào mà hỏi. Thuộc hạ gia tộc có tổ huấn. Tử Thiên Hồng ấp úng nói, hắn biết rõ, hiện tại không nói, cũng không che giấu được. Tử Thiên Y đã nói cho ta biết, người Tử Thiên gia tộc, thời đại trấn thủ thần đạo cổ thành, là bởi vì gia tộc tổ huấn. Tiêu Phàm thản nhiên nói, người cũng đã biết. Ngươi Tử Thiên gia tộc, chấn thủ rốt cuộc là cái gì? Tử Thiên Hồng nhìn Tử Thiên Y một cái, khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ Tiêu Phàm tức giận, đem Tử Thiên gia tộc khu trục ra vô tận thần phủ. Còn tốt, Tử Thiên Y sớm đã đem gia tộc bọn họ tổ huấn cáo chi Tiêu Phàm. Tử Thiên Hồng sắp xếp lời nói một chút, nói theo gia tộc điển tịch ghi chép, thần đạo cổ thành phía dưới, chính là thiên hạ ngũ đại hung địa một trong, vạn cổ hung phần lối vào. Cái gì? Đám người tất cả đều kinh hô mà ra. Những năm này, đủ loại bí mật chậm rãi lộ ra tại thế gian, đại bộ phận thánh tôn cảnh cường giả đều phải biết như thế nào ngũ đại hung địa. Đây chính là ngay cả thiên tôn cường giả cũng không dám bước vào trong đó sinh linh cấm địa a, ai vào người nào chết. Truyền văn, nơi đó bên cạnh táng lấy, đều là thế gian cao cấp nhất hung linh, tu vi cái thế, trong thời gian nháy mắt có thể hủy thiên diệt địa. Từ khi vạn cổ hung phần phong ấn về sau, mấy trăm vạn năm qua, còn chưa từng nghe nói vạn cổ hung phần có thể mở ra. Hơn nữa, cho dù ở hoang cổ trước đó, cũng không có người có thể từ vạn cổ hung phần bên trong sống sót đi ra. Tiêu Phàm được chứng kiến ngũ đại hung địa một trong huyết u minh khủng bố, hắn có thể sống đi ra, xem như một loại may mắn. Nhưng bàn về trình độ hung hiểm, vạn cổ hung phần càng thêm khủng bố. Xa xa không phải táng tổ thiên mộ có thể so sánh. Bên trong táng tổ thiên mộ dĩ nhiên hung hiểm, nhưng cách mỗi vạn năm liền sẽ có người tiến vào trong đó, hơn nữa mang ra cường đại truyền thừa, thành là giữa thiên địa cự phách. Nhưng mà vạn cổ hung phần, nhưng xưa nay đều có vào không ra. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, Tử Thiên Hồng tiếp tục nói, ta Tử Thiên gia tộc, thời đại trấn thủ vạn cổ hung phần cửa vào, có thể truyền thừa đã sớm gãy, nghĩ đến. Cái kia phong ấn chi lực đã cực kỳ yếu kém, bây giờ hẳn là bị người cố ý phá hủy. Chẳng lẽ là hoang ma? Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nhưng là nhớ kỹ, hoang ma đầu lâu liền phong ấn tại vạn cổ hung phần bên trong, lần trước hắn nói muốn tìm về bản thân đầu lâu, 89 phần 10 chính là hắn phá hủy vạn cổ hung phần lối vào phong ấn. Nguyên bản Tiêu Phàm cho rằng, vạn cổ hung phần hẳn là ở mênh mông trong thời không, lại không nghĩ rằng, thái cổ thần giới lại có hắn cửa vào. Cái này khiến Tiêu Phàm cực kỳ kinh ngạc. Thái cổ thần giới thật chỉ có mặt ngoài đơn giản như vậy sao? Tiêu Phàm lại lẩm bẩm một tiếng. Trước kia hắn có lẽ cũng không cảm thấy thái cổ thần giới làm sao, chỉ là bởi vì hắn là sinh ở chỗ này,
lớn lên ở chỗ này, không cho người vũ nhục. Nhưng là bây giờ xem ra, thái cổ thần giới, so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn rất nhiều. Vì sao, vạn cổ hung phần lối vào không ở tại hắn cửu thiên thập địa, mà là tại thái cổ thần giới đây? Tiêu Phàm, có lẽ chúng ta có thể đi nhìn xem, ta nghe sư tôn ta nói qua, vạn cổ hung phần xuất thế, là tai nạn, cũng là cơ duyên, cũng không hề tưởng tượng khủng bố. Tà Vũ ánh mắt tỏa sáng, không có chút nào kính sợ. Tiêu Phàm trầm tư chốc lát, công nhận Tà Vũ ý nghĩ, tất nhiên hoang ma có thể đi vào, vậy vì sao bọn họ không thể đi vào đây? Đương nhiên, mấu chốt nhất là, Tiêu Phàm thể nội bạch sắc thạch đầu vụt sáng, thế nhưng quang mang, lại đạt đến từ trước tới nay sáng nhất cấp độ. Thở sâu, Tiêu Phàm bỗng nhìn về phía mọi người bên cạnh, có người thần sắc run lên. Bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm chuẩn bị điểm tướng, bọn họ đều hết sức chờ mong, mình có thể đi theo Tiêu Phàm tiến về. Lão đại, lão nhị, tiểu ngũ, Diệp Khuynh Thành, Cơ Vô Nhạn, các ngươi chuẩn bị một chút. Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát, báo ra mấy cái tên. Theo Tiêu Phàm báo ra mấy cái tên, bị gọi vào người hưng phấn không thôi, mà không bị điểm đến người, lại là có chút thất lạc. Phủ chủ, để Tử Thiên Y đi cùng a, hắn có lẽ có thể đến giúp ngươi. Tử Thiên Hồng đột nhiên chủ động đứng ra nói. Phủ chủ, còn có ta cũng đi. Hiên Viên Trảm Tiên chủ động xin đi giết giặc. Tiêu Phàm nhìn đám người một cái, thản nhiên nói, có thể, trừ bọn ngươi ra hai người bên ngoài, mà Thái Hư, Phượng bên trong Hoàng cùng Ngọc Thương Lưu cũng cùng ta tiến về. Đúng, đám người nghe vậy, toàn bộ đều cung kính bái nói. Tiếp đó, Tiêu Phàm lại tìm đến Huyết Vô Tuyệt cùng Tử Như Huyết đám người, để Huyết Vô Tuyệt chủ tính chung Vô Tận Thần Phủ tất cả mọi chuyện, mà Tử Như Huyết thì là phụ trách Vô Tận Thần Phủ an nguy. Phàm là xâm phạm Vô Tận Thần Phủ người, Tiêu Phàm chỉ cho một loại lựa chọn, giết không tha. Tử Như Huyết nội tâm khó chịu, nhưng là chỉ có thể cứng ngắc lấy lông mày đáp ứng, ai bảo Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể khống chế hắn đây. Tiểu tử, ngươi là muốn đi cái kia vạn cổ hung phần. Trước khi đi, Tử Như Huyết đột nhiên tà mị cười một tiếng, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là không muốn đi vào. Vì sao? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Vạn cổ hung phần, có vào không ra? Tử Như Huyết vẻ mặt nghiêm túc trả lời một câu, vạn cổ đến nay, vô luận là dị ma, vẫn là cửu thiên thập địa người, tiến vào người, cơ hồ không có một cái còn sống đi ra. Điểm này, không cần Tử Như Huyết nói, Tiêu Phàm cũng minh bạch, nhưng cái này tuyệt đối không phải ngăn cản lý do của hắn. Nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động, Tử Như Huyết lại ném ra một cái tin tức nặng ký, nếu như ngươi nhất định phải đi vào, ở bên trong, tốt nhất đừng giết lung tung yêu thú. Tốt, Tiêu Phàm gật đầu một cái. Hắn biết rõ Tử Như Huyết hẳn phải biết một chút liên quan tới vạn cổ hung phần tin tức, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Tử Như Huyết không dám nói ra. Dựa vào nét mặt của hắn, Tiêu Phàm có thể đánh giá ra, Tử Như Huyết cũng không phải không nguyện ý nói cho Tiêu Phàm, mà là không dám nói ra khỏi miệng. Tựa như vạn cổ hung phần bên trong, có cái gì thứ hắn sợ. Tiêu Phàm thông báo vài câu, liền mang theo 10 người trùng trùng điệp điệp bay hướng thần đạo cổ thành. Trên đường đi, Tiêu Phàm cảm nhận được đông đảo mạnh mẽ khí tức, từ bốn bát phương hướng về thần đạo cổ thành tới gần. Vạn cổ hung phần mở, phần lớn người đều muốn kiếm một chén canh. Bọn họ chẳng lẽ cũng không sợ chết sao? Nam Cung Tiêu Tiêu có chút quái dị, chí ít hắn nội tâm là vô cùng e dè. Bọn họ phần lớn người, hẳn là không biết vạn cổ hung phần sự tình. Chỉ ít không biết là vạn cổ hung phần cửa vào mở ra, còn tưởng rằng là cái gì dị bảo xuất thế. Lăng Phong nghiêm túc phân tích nói. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, một loại bất an mãnh liệt quanh quẩn ở tại bọn hắn trong lòng. Mấy ngày sau, thần đạo cổ thành liền xuất hiện ở Tiêu Phàm một nhóm trong tầm mắt. Xa xa nhìn tới, hôi sắc vũ khí tràn ngập, che khuất bầu trời, giống như một đóa to lớn mây đen rơi đập mà xuống, bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Xuyên thấu qua mịt mờ sương mù, đám người lờ mờ có thể nhìn thấy, ở ngoài vạn dặm thần đạo cổ thành bên trong, có một cái phương viên mấy trăm dặm cửa động. Trong động khẩu sôi trào yêu dị sương mù, giống như vạn yêu cuồng vũ, vẻn vẹn nhìn đến một cái, đám người cũng cảm giác toàn thân rét run. Không cần nghĩ cũng biết, cái kia số phạm vi trăm dặm cửa động, hẳn là vạn cổ hung phần cửa vào. Có người tiến vào sao? Tà Vũ nói thầm một tiếng. Đám người cũng có chút hiếu kỳ,
lấy mọi người nhãn lực, cái kia sương mù còn không thể ngăn cản tầm mắt của bọn hắn, nhưng mà trong tầm mắt của bọn hắn, lại không có một bóng người bước vào vòng xoáy màu đen. Nếu như đám người không biết đây là vạn cổ hung phần cửa vào mà nói, nhất định sẽ có người đi vào a. Mấy người thấp giọng nghị luận, chỉ có Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn tâm thần đắm chìm trong bạch sắc thạch đầu phía trên, phát hiện bạch sắc thạch đầu càng thêm chói mắt. Hơn nữa, hắn phía trên còn nhộn nhạo một cỗ chấn động, tựa như ở nói cho Tiêu Phàm, nhường hắn tiến vào vạn cổ hung phần. Đi vào sao? Tiêu Phàm không có tự tiện hành động, bốn phía có thật nhiều người chạy đến nơi đây, lại không ai bước vào trong đó, sự tình ra khác thường tất có yêu. Theo thời gian trôi qua, trong động khẩu xông ra hắc khí càng ngày càng đậm hơn, một chút cấp thấp tu sĩ đã không quá thấy rõ ràng bên trong tình huống. Hô hô, cũng đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh kìm nén không được, hóa thành một vệt sáng một đầu cắm vào thần đạo cổ thành, nhưng mà chỉ chốc lát sau, bên trong liền truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó mới không bất luận cái gì thanh âm, liền tựa như một hòn đá ném vào biển rộng. Đám người thấy thế, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Các ngươi nhìn, đây không phải là long nữ sao? Còn có mấy đại phượng tử cùng hoàng nữ cũng tới. Huyền vũ tộc cũng tới, cái kia dẫn đội người thật trẻ tuổi, người này làm sao chưa bao giờ thấy qua. Đó là long võ giáp, huyền vũ tộc đương đại đệ nhất thiên tài, đoán chừng rất nhiều người chưa nghe nói qua. Dù sao, huyền vũ tộc một mực tương đối là ít nổi danh, thiên tài số lượng cũng kém xa tít tắp long phượng tộc. Lang tộc cũng tới. Lại còn là cùng tuổi một đời đệ nhất thiên tài Lang Thí Thiên dẫn đội, còn có âm linh tộc Ân Cổ Thương, người này không biết từ nơi nào nhô ra, nhất cử đoạt được âm linh tộc đệ nhất thiên tài vị trí. Đám người tiếng kinh hô liên tiếp, dẫn động tới rất nhiều người tâm thần. Tiêu Phàm ánh mắt từng cái đảo qua những người này, trong lòng cũng không nhịn được kinh ngạc. Long nữ đám người, không phải không đi thiên hoang sao, bọn họ làm sao cũng tất cả đều đột phá thánh tôn cảnh. Tiêu Phàm hồ nghi. Thái cổ thần giới không phải là không có ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp sao? Có chút cổ lão chủng tộc, bọn họ vốn là chưa từng cho thiên hoang chuyển vận nhân tài, mà là mở ra một chút cổ địa, đem những cái kia thiên tài trong bóng tối lưu lại, bằng không ngươi cho rằng những cái kia pháp tôn cảnh là thế nào đến. Tà Vũ giải thích nói. Tiêu Phàm kinh ngạc, nói cách khác, loại này hướng thiên hoang chuyển vận nhân tài sự tình, chỉ có nhân tộc tài cán loại chuyện ngu này. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá có chút nhân tộc cũng rất khôn khéo, chính bọn hắn tộc nhân sẽ không đưa đi thiên hoang, chỉ có thể đưa một chút người không có bất kỳ bối gì, tỉ như ngươi, còn có lúc trước tham dự phi tiên thánh cảnh tất cả mọi người. Tà Vũ nhịn không được nhìn Tiêu Phàm một cái, nói. Tiêu Phàm có chút im lặng, bản thân những người này một mực bị mơ mơ màng màng, vẫn còn ở lấy có thể đoạt được phi tiên thánh cảnh tư cách mà tự hào đây. Buồn cười chính là... Bọn họ chẳng qua là bị ném bỏ quân cờ mà thôi. Đương nhiên, bọn họ có được ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp, nhưng 89 phần 10 cũng là không trọn vẹn, cho dù có thể đột phá thánh tôn cảnh, cũng không nhất định có thiên hoang người đi được xa. Tà Vũ thờ ơ nói, sau đó lại bồi thêm một câu, người cũng không nên tức giận, bởi vì ta sư tôn, hắn cũng không có ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp. Tiêu Phàm gật gật đầu, ánh mắt từ đằng xa một chút tu sĩ trên người đảo qua. Lại là phát hiện đến tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thái cổ thần giới 10 đại chủng tộc, trừ bỏ ma chủng tộc, hải tộc cùng tinh thần cổ thú tộc bên ngoài, cơ hồ mỗi một chủng tộc đều phái người tới đây, hơn nữa, tới chỗ này, đại đa số là một chút tu sĩ trẻ tuổi. Đông đảo chủng tộc thiên tài tề tụ ở đây, loại chuyện này đã không biết bao nhiêu năm chưa từng đã xảy ra. Nơi đây đã bị thiên hoang tiếp quản, những người không liên quan rời đi. Tiêu Phàm cảm khái thời khắc, đột nhiên thiên khung phía trên truyền đến một tiếng quát như sấm, một cỗ mạnh mẽ khí tức quét sạch toàn trường, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý lực. Tiêu Phàm đám người ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy mấy cỗ mạnh mẽ khí tức phá không mà tới, trong nháy mắt xuất hiện ở thần đạo cổ thành bên ngoài. Khương Chấn Long, Tiêu Phàm nhìn thấy người cầm đầu, không khỏi nhíu mày. Lão già này bị bản thân dọa chạy về sau, không hảo hảo co đầu rút cổ lên. Ngược lại tới nơi này khoa trương. Ngươi nha, thật sự cho rằng ngươi là cái gì thiên hoang đặc sứ, đem mình làm thành người. Những người không liên quan, mau mau rời đi. Khương Chấn Long nhìn thấy bốn phía tu sĩ không hề bị lay động, lập tức hạ phẩm pháp tôn cảnh khí tức nở rộ mà ra, quét sạch toàn trường.
đồng thời, phía sau hắn mấy cái tu sĩ cũng tản mát ra nguyên tôn cảnh khí thức, muốn lấy thực lực trấn áp toàn trường. Tiêu Phàm không nhúc nhích, chỉ là lắc đầu cười một tiếng. Bất quá, nhưng hắn kinh ngạc là, xa xa Long nữ, Long võ giáp đám người, cũng là không nhúc nhích, tựa như căn bản không nghe được Khương Trấn Long lời nói một dạng. Thậm chí, còn có mấy người nhìn về phía Khương Trấn Long ánh mắt, tựa như nhìn một kẻ ngu ngốc. Mấy người kia Tiêu Phàm cũng đặc biệt chú ý một lần, một cái là có một đôi đỏ thắm con ngươi, người khoác trường bào màu đen, trên người tản ra một cỗ dữ tợn chi khí thanh niên nam tử. Còn có một cái là dáng người gầy nhỏ, ăn mặc mây đen trường sam, sắc mặt trắng như tờ giấy tà mị nam tử, dường như một trận thanh phong là có thể đem hắn thổi ngã. Người cuối cùng là ăn mặc bạch sắc chiến giáp nữ tử, phía trên điêu khắc kỳ lân đồ án, tựa như từng đoàn hỏa diễm thiêu đốt, có lấy khuôn mặt kiều mị, tản ra băng thanh ngọc khiết, cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian khí tức. Mấy người này Tiêu Phàm chưa từng gặp qua, bất quá thông qua bọn họ khí tức trên thân đại khái có thể phán đoán chủng tộc của bọn họ. Tiêu Phàm, cái kia lang tộc gọi là Lang Thí Thiên, người này là lang tổ hậu duệ, truyền văn có 10 điểm tiếp cận lang tổ huyết mạch, thiên phú cường hung hãn vô cùng. Tà Vũ trong bóng tối cho mọi người truyền âm nói. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Tà Vũ không phải một mực ở tại vô tận thần phủ sao, làm sao sẽ nhận biết chủng tộc khác thiên tài. Tà Vũ ánh mắt chuyển hướng cái kia gầy gò nam tử, tiếp tục giải thích nói, đặc biệt phải chú ý là cái này gọi là ân cổ thương gia hỏa, âm linh tộc thế nhưng là thái cổ thần giới loại thứ hai tộc, hắn lấy sức một mình trấn áp cùng tuổi một đời, có thể nghĩ nó mạnh mẽ. Tiêu Phàm gật đầu một cái, không cần Tà Vũ giải thích, hắn cũng có thể cảm nhận được, cái này gọi là ân cổ thương âm nhu nam tử, so với kia Lang Thí Thiên đoán chừng còn kinh khủng hơn mấy phần. Tà Vũ lại theo Tiêu Phàm ánh mắt, rơi vào ăn mặc bạch sắc chiến giáp nữ tử trên người, cô nàng này cũng vô cùng ghê gớm, tên thật ta không rõ lắm, chỉ biết là người khác bảo nàng kỳ lân thánh nữ. Thực lực của nàng có vẻ như không được tốt lắm a. Tiêu Phàm hơi nghi hoặc một chút, cái này gọi là kỳ lân thánh nữ người, có vẻ như cũng bất quá là hạ phẩm nguyên tôn mà thôi. Tà Vũ trợn trắng mắt, nói, đó là ngươi thực lực biến thái tốt a, bất quá ta có thể nói cho ngươi là, dù cho Khương Ách đều chưa chắc có thể làm gì được nàng. Nàng, Tiêu Phàm vẻ mặt không thể tin, sau đó bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, kỳ lân tộc hình như là điềm lành thần thú, ngươi là nói, nàng số phận. Không sai, nàng số phận tốt đến nghịch thiên, so thiên hữu chi nhân đều biến thái. Tà Vũ khẳng định gật đầu. Những người này là thế nào nhô ra? Tiêu Phàm hỏi. Mỗi cái chủng tộc, đều có tự thân nội tình. Lần trước đế tử gia tộc không phải toát ra mấy cái pháp tôn cảnh sao? Tà Vũ nhún nhún vai nói, ngươi cho rằng dựa vào thái cổ thần giới thực lực, thật sự có thể ngăn trở dị ma. Tiêu Phàm hiểu thông suốt, phải biết, thái cổ thần giới trước đó thế nhưng là liền một cái thánh tôn cảnh đều không có a, lại làm sao có thể chống đối vô số ma tôn cảnh dị ma xâm lấn đây? Nguyên lai, là những cái kia đại thế lực phía sau ẩn núp cổ địa cường giả đi ra. Mà không phải chỉ dựa vào thiên hoang những cái kia phổ thông tu sĩ trợ giúp. Còn chưa cút, Tiêu Phàm nguyên bản còn muốn hỏi thăm mấy cái khác chủng tộc một ít chuyện, lại bị Khương Trấn Long gầm lên một tiếng cắt ngang, bản tôn chính là thiên hoang đặc sứ, bây giờ ra lệnh các ngươi tốc độ rời đi. Đám người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, lại là không có người nào khởi hành. Thiên hoang đặc sứ uy phong thật to, có thể như vậy cùng bọn ta có quan hệ gì? Lúc này, đám người một đạo không lạnh không nóng thanh âm vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào lờ mờ hắc bào Lang Thí Thiên trên người. Lang Thí Thiên cặp mắt đỏ ngầu lạnh lùng hướng về Khương Trấn Long, không có sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra nồng nặc vẻ đăm chiêu. Thiên hoang chủ tính trung thái cổ thần giới, các ngươi chẳng lẽ muốn cùng thiên hoang là địch sao? Khương Trấn Long uy hiếp nói, thiếu chút nữa thì tức giận hơn. Trước mấy ngày vừa mới bị Tiêu Phàm dọa lùi, hắn nội tâm còn kìm nén một ngụm tức giận, bây giờ lại bị một cái trung phẩm nguyên tôn phản bác, cái này khiến hắn nội tâm làm sao thư sướng. Thiên hoang phong bế tinh lộ, không phải đã cùng thái cổ thần giới gãy quan hệ sao? Lang Thí Thiên không mặn không lạt nói, trong mắt lãnh ý nở rộ. Đoạn thời gian trước, dị ma quy mô xâm lấn, thiên hoang quả quyết lại quyết nhiên phong bế tinh lộ, đoạn tuyệt lưỡng giới liên hệ. Dẫn đến thái cổ thần giới sinh linh tử vong vô số. Dù cho các đại chủng tộc
cũng không thể không tạo thành đồng minh, hơn nữa đem giấu ở cổ địa bên trong chính bọn họ cũng bước đi ra. Lang Thí Thiên đám người, đối Thiên Hoang có thể không có nửa điểm hảo cảm. Huống chi, hắn nhưng là lang tộc thiên kiêu số một, lấy hắn trung phẩm nguyên tôn cảnh tu vi, hoàn toàn không sợ Khương Chấn Long, tự nhiên không cần thiết cho bất kỳ mặt mũi gì. Ngươi muốn chết sao? Khương Chấn Long cũng nhịn không được nữa trong lòng gầm thét, lạnh rên một tiếng. Chỉ một thoáng, hắn một cái thượng phẩm nguyên tôn cảnh cấp dưới lách mình mà ra, bay thẳng Lang Thí Thiên đi. Lang Thí Thiên thấy thế, không những không giận mà còn cười, thậm chí bên cạnh hắn một số người muốn ra tay, cũng bị hắn ngăn lại. Mắt thấy người kia sắp đánh tới thời khắc, Lang Thí Thiên đột nhiên bộc phát ra hết sức cuồng bạo khí tức, mặt không thay đổi duỗi ra một bàn tay. Bàn tay chẳng biết lúc nào đã biến thành lăng lệ móng vuốt. Móng vuốt hung hăng giận vung mà xuống, Khương Chấn Long cấp dưới trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, muốn lui lại đã không kịp. Phốc suy một tiếng, cái kia cấp dưới bỗng nhiên hóa thành vô số huyết vũ tràn ngập trên không trung. Bốn phía tu sĩ hít một hơi lạnh, đây chính là thượng phẩm nguyên tôn A, lại bị một cái trung phẩm nguyên tôn cho miểu sát, hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng. Há chẳng phải là nói rõ, Lang Thí Thiên có cùng pháp tôn cảnh cường giả thực lực đánh một trận. Không muốn cầm một chút rác rưởi đi tìm cái chết, có bản lĩnh, chính ngươi. Lang Thí Thiên đứng chắp tay, tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Ngươi, Khương Chấn Long vô cùng phẫn nộ, nhưng cố không dám lên phía trước, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thái cổ thần giới người đã vậy còn quá mạnh. Hơn nữa hoàn toàn không cho hắn bất kỳ mặt mũi gì. Phải biết, bọn họ Thiên Hoang tu sĩ ở thái cổ thần giới tu sĩ trước mặt, thế nhưng là có một loại thiên nhiên cảm giác ưu việt a, nhưng bây giờ, cảm giác ưu việt này lại bị người triệt để không nhìn. Tiểu tử, ngươi không muốn phách lối, đợi ta Thiên Hoang cường giả đến, nhìn ngươi còn dám không dám lớn lối như vậy. Thật lâu, Khương Chấn Long mới mở miệng nói. Đồng thời, hắn trong mắt một trận chuyển động. Tựa như không tìm cá nhân phát tiết, thề không bỏ qua một dạng. Khương Chấn Long ánh mắt từ đám người trên người đảo qua, đi tới thái cổ thần giới, lại ngay cả tiếp theo ăn hai lần thua thiệt, một hơi này, hắn làm sao cũng nhịn không nổi. Nếu như không tìm cá nhân phát tiết, tìm về điểm mặt mũi, hắn cảm giác mình đều muốn điên mất. Khi ánh mắt của hắn từ Ân Cổ Thương, Long Nữ cùng Kỳ Lân Thánh Nữ bọn người trên thân hiện lên lúc, mấy người thần sắc hờ hững. Thậm chí ánh mắt bên trong còn mang theo vẻ mong đợi, tựa như hy vọng Khương Chấn Long xuất thủ một dạng. Khương Chấn Long cũng bắt được điểm này, hơn nữa, hắn dù sao cũng là Khương gia trưởng lão, một điểm kiến thức vẫn phải có. Ân Cổ Thương, Kỳ Lân Thánh Nữ cùng Long Nữ mấy người thế nhưng là trong vạn tộc cực kỳ cao mấy cái chủng tộc. Liền xếp hạng đệ cửu lang tộc thiên tài, hắn người cũng không là đối thủ, lại càng không cần phải nói Kỳ Lân tộc, Âm Linh tộc cùng Long Phượng tộc. Đồng dạng, tiên linh tộc cũng là như thế. Cuối cùng, Khương Chấn Long ánh mắt rơi vào một đám nhân tộc tu sĩ trên người, trình diện nhân tộc tu sĩ vội vàng cười làm lành nịnh nọt, bọn họ vô cùng kiêng kỵ Khương Chấn Long thân phận. Bằng không, đoạn thời gian trước cũng sẽ không theo Khương Chấn Long tiến về vô tận thần phủ tìm Tiêu Phàm phiền toái. Khương Chấn Long nghĩ không hiểu, vì sao những cái này nhân tộc cứ như vậy nghe lời đây. Cũng chỉ có ở nhân tộc tu sĩ trước mặt. Hắn mới có loại này thiên hoang đặc sứ cảm giác ưu việt. Thở sâu, Khương Chấn Long ánh mắt từ cơ gia, hiên viên gia tộc bọn người trên thân rời đi, cuối cùng dừng lại ở Tiêu Phàm bọn họ trên người. Như Lang Thí Thiên đám người phía sau, đều có không thái bảo nắm lấy lang tộc dáng cường giả, rất tốt phân biệt. Mà ở trận tu sĩ bên trong, chỉ có Tiêu Phàm một chuyến mỗi người bọc lấy áo bảo đen, thấy không rõ khuôn mặt, hơn nữa trên người tán phát hay là nhân tộc tu sĩ khí tức. Không biết nhân tộc, Khương Chấn Long đáy mắt chỗ sâu ánh mắt sáng lên, tất nhiên không cách nào từ chủng tộc khác cường giả trên người phát tiết, cái này nhân tộc đây. Nghĩ vậy, Khương Chấn Long mạnh mẽ khí tức bỗng nhiên tập trung vào Tiêu Phàm bọn họ, bản tôn để cho các ngươi lăn, không nghe thấy sao. Quả hồng tự nhiên muốn tìm mềm bóp, ở trong mắt Khương Chấn Long, Tiêu Phàm một chuyến chính là có thể tùy ý vân vê quả hồng mềm. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Cái này Khương Chấn Long cùng bản thân chẳng lẽ tương hỗ là mệnh kiếp hay sao? Nha, tiểu gia đến nơi này, cố ý ẩn giấu đi thân phận, người trước tiên vẫn là muốn tìm ta phiền phức. Lan,
Tiêu Phàm trong lòng vô cùng khó chịu, trực tiếp một chữ đáp lại Khương Chấn Long lời nói, thanh âm lạnh tới cực điểm. Khương Chấn Long mang theo mấy đại gia tộc cường giả tiến về Vô Tận Thần Phủ, hắn đều không sợ hãi, huống chi hiện tại chỉ đem lấy mấy cái nguyên tôn cảnh tu sĩ đây. Lang Thí Thiên có thể một đánh chết một người, chẳng lẽ hắn Tiêu Phàm liền không làm được sao? Ngươi tự tìm cái chết. Khương Chấn Long cũng triệt để tức giận rồi, ngươi nha, lang tộc cái kia Lang Thí Thiên là mạnh, có thể ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc, có mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu. Cho ta giết bọn họ. Khương Chấn Long ra lệnh một tiếng, phía sau hắn lại một cái thượng phẩm nguyên tôn cảnh cường giả lách mình mà ra, sát khí nặng nề phóng tới Tiêu Phàm bọn họ. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, không có trả lời, mà là chậm rãi duỗi ra một ngón tay, ý kia hiển nhiên chính là để Khương Chấn Long im miệng. Sau một khắc, đứng ở xếp hàng thứ ba Diệp Khuynh Thành đứng ra, hướng về phía Tiêu Phàm cung kính thi lễ, sau đó dậm chân mà ra. Diệp Khuynh Thành tốc độ rất nhanh, tựa như trong nháy mắt đột phá một loại nào đó trói buộc một dạng. Hạ phẩm nguyên tôn, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, Diệp Khuynh Thành vừa mới đột phá thượng phẩm thánh tôn cảnh không lâu, nhanh như vậy vậy mà liền bước vào nguyên tôn cảnh. Xem ra, kiếm ma lưu lại truyền thừa hiệu quả, y nguyên vẫn tồn tại. Trong thời gian ngắn, Diệp Khuynh Thành sợ là không có bất kỳ cái gì đột phá quan ải. Hồng hộc một tiếng, đám người chỉ thấy được một đạo bạch sắc kiếm hà nghịch thiên mà lên, nói qua chỗ, thiên khung đều bị chiếu sáng trưng. Cơ hồ nháy mắt thời gian, kiếm hà liền nuốt sống Khương Chấn Long cái kia cấp dưới thân ảnh, ngay sau đó một trận tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Làm kiếm hà biến mất thời khắc, người kia cũng không thấy bóng dáng. Tê một mảnh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nếu như nói, Lang Thí Thiên cái này trung phẩm nguyên tôn giết chết một cái thượng phẩm nguyên tôn, tính được là kinh người, như vậy, Diệp Khuynh Thành cái này hạ phẩm nguyên tôn cảnh, một kiếm chém giết thượng phẩm nguyên tôn, tuyệt đối được cho kinh diễm. Vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, đem người miểu sát, như thế chiến lực, phóng nhãn cửu thiên thập địa, cũng coi như yêu nghiệt. Nhưng mà, Diệp Khuynh Thành thần sắc như thường, lách mình trở lại Tiêu Phàm trước người, hơi hơi chắp tay, sau đó lại trở về trong đội nhóm. Đám người trợn to hai mắt nhìn qua Tiêu Phàm, trong mắt đều là không thể tin. Xếp hàng thứ ba người đều đã cường đại như thế, cái kia hàng thứ hai đây. Những người này cầm đầu Tiêu Phàm đây, đám người không dám nghĩ tiếp, bất quá bọn hắn trong lòng đều đang suy đoán, những người này, đến cùng là lai lịch gì. Thật sự là Diệp Khuynh Thành xuất thủ quá kinh diễm, bọn họ không thể không thận trọng nhìn thấy Tiêu Phàm một chuyến. Lang Thí Thiên đám người nhìn thật sâu Tiêu Phàm bọn họ một cái, tựa như phải nhớ kỹ mỗi người bọn họ khuôn mặt một dạng. Trái lại Khương Chấn Long, tựa như cùng ăn cứt một dạng khó chịu, sắc mặt tái xanh hết sức, nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt, càng là tràn đầy nồng nặc kiêng kỵ. Một cái cấp dưới liền cường đại như thế, nếu như là bọn họ chủ nhân xuất thủ, chẳng phải là có được diệt sát bọn hắn thực lực. Cái này ngu xuẩn, nghĩ giết gà dọa khỉ, lại tìm một đầu hổ tới giết, ngược lại đem mình cho cắn một cái. Có người thầm mắng không thôi, Tiêu Phàm bọn họ triển lộ thực lực, không phải lão hổ thì là cái gì chứ? Khương gia, sớm muộn phải hủy ở bọn họ những người này trong tay. Khương Ách khe khẽ thở dài. Hắn cũng không muốn Tiêu Phàm giết Khương gia người, có thể Khương Chấn Long quả thực là muốn hướng Tiêu Phàm trên vết đao đụng. Cái này chẳng lẽ không phải bản thân tìm đường chết sao? Người nha, mấy ngày trước đây vừa mới ở trong tay Tiêu Phàm ăn thua thiệt, hiện tại lại tìm Tiêu Phàm, căn bản chính là tự tìm chết. Khương Ách đương nhiên sẽ không nhắc nhở Khương Chấn Long, trong mắt hắn, Tiêu Phàm người bạn này xa so với Khương gia càng đáng giá hắn trân quý. Trong lúc nhất thời, tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch, lâm vào lúng túng. Siêu, một đạo tiếng xé gió phá vỡ cục diện lúng túng. Lại là nhìn thấy một chiếc thần chu từ phía chân trời bay vụt mà tới, trong chớp mắt liền xuất hiện ở thần đạo cổ thành không trung. Đám người thấy thế, rất nhiều người không tự chủ được nhíu chặt lông mày. Bọn họ liếc mắt liền thấy được thần chu phía trên, dựng đứng lên một mặt đốt hỏa diễm thiêu đốt cờ xí, phía trên thêu lên một cái to lớn Khương chữ. Khương gia, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong thiên hạ, dám lớn lối như vậy, trong mắt không người Khương gia. Cũng chỉ có thiên hoang tam đại thế tộc một trong Khương tộc. Là tứ trưởng lão thần chu, Khương Ách thần sắc hết sức ngưng trọng, cho mọi người truyền âm nói.
Khương Chấn Long xếp hạng đệ thất A, tứ trưởng lão lại là cái gì thực lực? Tiêu Phàm nhìn không được hỏi. Khương Ách trầm mặc hai hơi, mới hít sâu một cái nói, trung phẩm pháp tôn. Trung phẩm pháp tôn, Tiêu Phàm một chuyến nghe được cái này danh tự, thần sắc trong nháy mắt trở nên hết sức ngưng trọng lên, có trung phẩm pháp tôn cường giả tỏa chấn, ai còn có thể đi vào vạn cổ hung phần. Những người khác sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đâu. Chỉ có Khương Chấn Long lại là cười như điên, đạp không hướng về không trung thần chu bay đi, quay đầu còn sát khí nặng nề nhìn Tiêu Phàm cùng Lang Thí Thiên một cái, hy vọng các ngươi chờ chút còn có thể hoàn toàn như trước đây phách lối. Khương Chấn Long lời nói vang vọng thật lâu tại hư không, khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không có mở miệng. Rời đi, bọn họ không cam lòng. Trước mắt thế nhưng là vạn cổ hung phần lối vào, đông đảo đại thế lực khẳng định đều biết một chút bí mật, dù cho vạn cổ hung phần thật sự có vào không ra, bọn họ cũng không muốn bỏ qua. Mà không rời đi, phải đối mặt nhưng chính là Khương gia cường giả, nếu như đối phương một dạng không cho bọn họ đi vào, đến lúc đó tránh không được một trận chiến. Ngưng cô, ngài sao lại tới đây? Khương Chấn Long đi tới trên bong thuyền, ra vẻ kinh ngạc hỏi. Tại trái phải người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một cái chừng 40 tuổi, phong vận vẫn còn phụ nữ từ trong khoang thuyền đi ra, thứ nhất tập quần dài trắng, mi tâm một điểm chu sa ấn ký, cho người ta một loại không nhiễm bụi bặm cảm giác. Nữ tử chính là Khương gia tứ trưởng lão, cũng không nên bị nàng bề ngoài mê hoặc, kỳ danh là Khương Bạch Ngưng. Chính là một cái sống vô số tuế nguyệt lão quái vật. Hắn lạnh lùng như băng, nhàn nhạt nhìn Khương Chấn Long một cái, ánh mắt chuyển hướng xa xa vạn cổ hung phần cửa vào. Vạn cổ hung phần, thật mở ra. Nữ tử ngâm khẽ một tiếng, ngay sau đó trong mắt lóe lên một vòng không kiên nhẫn, vì sao chả không sạch trận, không biết vạn cổ hung phần hiểm sao. Khương Chấn Long nghe vậy, vội vàng cười làm lành nói, ngưng cô, không phải ta không thanh tràng. Những người này hoàn toàn không đem ta Khương gia để ở trong mắt, còn giết ta hai cái cấp dưới. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên vẻ băng hàn. Phế vật, Khương Bạch Ngưng lạnh lùng phun ra mấy chữ, nói chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, cần ngươi làm gì? Đúng rồi, nhân tộc chỉnh đốn như thế nào? Khương Chấn Long sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn bị thiên hoang phái đến nhân tộc, không chỉ có riêng chỉ là xem như phổ thông đặc sứ. Mà là nhường hắn chỉnh đốn nhân tộc tất cả lực lượng. Nhưng nhân tộc các đại gia tộc căn bản không có người để hắn vào trong mắt, cho dù thảo phạt vô tận thần phủ, những cái kia đại gia tộc cũng vẻn vẹn phái một chút phổ thông thánh tôn cảnh nghe hắn điều khiển. Hơn nữa, vô tận thần phủ chưa từng thảo phạt thành công, ngược lại nhường hắn không còn mặt mũi. Ta sẽ chi tiết báo cáo gia tộc, người cái này thất trưởng lão vị trí, theo ta thấy cũng cần phải chắp tay nhường cho người. Khương Bạch Ngưng thản nhiên nói. Khương Chấn Long trong lòng một cái lộp bộp, hắn dư quang bỗng chuyển hướng Tiêu Phàm bọn họ vị trí, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ ác độc, hướng về phía Khương Bạch Ngưng cung bái nói, tứ trưởng lão, đều do tiểu tử kia từ đó cản trở, còn mời tứ trưởng lão vì ta làm chủ. Khương Bạch Ngưng theo hắn ánh mắt nhìn tới, sau một khắc, nhíu mày, nói, một cái hạ phẩm nguyên tôn, người đều không làm gì được. Người càng sống càng trở về. Khương Chấn Long giờ phút này cũng không đếm xỉa đến, cắn răng nói, những người này ngược lại không tính là gì, chỉ là có một cái gọi là làm Tiêu Phàm người, ngưng cô cũng hẳn nghe nói qua, hắn đã giết Thiếu Hư cùng Thiếu Phi bọn họ, người này quỷ kế đa đoan, ta ở trên tay hắn nhiều lần ăn thiệt thòi, nếu như hắn không chết, tương lai nhất định là ta Khương ra tai nạn. A, à, Khương Bạch Ngưng híp hai mắt, sát khí hiện lên, Tiêu Phàm ở nơi nào? Nhân tộc vô tận thần phủ. Khương Chấn Long trầm giọng nói, hiển nhiên, hắn còn không nhận ra được, Tiêu Phàm liền tại bọn hắn không coi vào đâu, bất quá, ngưng cô việc cấp bách, là đem những cái này người đuổi đi lại nói. Ta làm việc phải ngươi lắm miệng sao? Khương Bạch Ngưng lạnh rên một tiếng, băng lãnh khí thức nở rộ, Khương Chấn Long dọa đến liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước, không ngừng gật đầu nhận lầm. Khương Bạch Ngưng tiến lên một bước, ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới thái cổ thần giới tu sĩ. Bờ môi khẽ mở, nói, nơi đây đã bị thiên hoang tiếp quản, các ngươi nhanh chóng rời đi. Giờ khắc này, Khương Bạch Ngưng trung phẩm pháp tôn cảnh thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ, thanh âm bên trong xen lẫn một loại cường đại âm ba công kích, một chút cấp thấp tu sĩ nghe được lỗ tai cảm giác muốn nổ tung. Có người càng là không chịu nổi, màng nhĩ bạo liệt, máu tươi thẩm thấu mà ra.
Đám người tức giận nhìn xem Khương Bạch Ngưng, lại là giận mà không dám nói gì, trung phẩm pháp tôn cảnh thực lực, đã đủ để quét ngang toàn trường. Bất quá, cũng có một số người không sợ hãi, ngược lại ánh mắt lộ ra ngoan tuyệt. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ánh mắt đảo qua hư không, lại là nhìn thấy một cỗ khí tức như có như không ẩn núp ở trong hư vô, tùy thời đều chuẩn bị xuất hiện. Nguyên lai Ân Cổ Thương cùng Lang Thí Thiên bọn họ không sợ hãi, nguyên lai đều có pháp tôn cảnh hộ đạo giả. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm một tiếng, trên mặt lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Khương Bạch Ngưng nhìn thấy không có người rời đi, lập tức lạnh rên một tiếng, băng lãnh khí tức quét sạch toàn trường, cho các ngươi 10 hơi thời gian, còn không rời khỏi nơi đây vạn dặm người, giết không tha. Có ít người nghe vậy, do dự mấy tức, quay người rời đi, hiển nhiên, những người này là không có cường đại chỗ dựa người. Đối mặt trung phẩm pháp tôn cường giả uy hiếp, bọn họ không dám mạnh mẽ chống đỡ, đối phương thổi khẩu khí đều có thể diệt bọn hắn. Chúng ta lui ra phía sau, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó dẫn đầu hướng phía sau thối lui. Rất nhiều người nhìn thấy Tiêu Phàm một chuyến lui lại, không khỏi âm thầm lắc đầu, vừa mới không phải rất cường thế sao, làm sao hiện tại liền sợ. Có người càng là nhìn không được cửa ra trào phúng, nhưng mà, Tiêu Phàm lại tựa như không nghe thấy một dạng. Lão Tam, Nam Cung Tiêu Tiêu nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên trán bạo khởi, tựa như tùy thời muốn động thủ một dạng. Yên tâm đi, trận này trò hay, vừa mới bắt đầu đây. Tiêu Phàm vỗ vỗ Nam Cung Tiêu Tiêu bả vai, thời gian mấy hơi thở, Tiêu Phàm một chuyến liền lui về phía sau hơn vạn dặm. Thứ hèn nhát, Khương Chấn Long nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ rời đi, trong lòng giận mắng một tiếng, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười dữ tợn, âm thầm quyết định, chờ chút lại theo các ngươi tính sổ sách. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy phía dưới còn dư lại đám người thời khắc, nụ cười trên mặt đột nhiên ngừng lại. Phần lớn người mặc dù ly khai, nhưng vẫn là có mấy đoàn người vẫn như cũ không hề bị lay động, tựa như căn bản không e ngại bọn họ Khương gia lực lượng. Khương Chấn Long thấy thế, cố ý nói ra, ngừng cô, ngươi xem, những cái này tên gia hỏa có mắt không tròng, thật cho là chúng ta không làm gì được bọn họ. Khương Bạch Ngưng lạnh rên một tiếng, chỉ một thoáng, trung phẩm thánh tôn cảnh khí tức như cuồng phong như mưa to quét sạch mà ra, linh hồn chi lực sôi trào mãnh liệt. Nàng có thể so sánh Khương Chấn Long muốn cường thế cùng bá đạo nhiều, dưới cái nhìn của nàng, lấy thực lực của nàng, phóng nhãn thái cổ thần giới, thật đúng là không có gì để cho nàng kiêng kỵ. Phốc phốc, một chút cấp thấp tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi nàng linh hồn uy áp, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong miệng thổ huyết không ngừng. Hô hô, cùng lúc đó, hư vô đột nhiên đã nứt ra từng đạo lỗ hổng, mấy thân người phía trước. Trong nháy mắt toát ra từng đạo cường đại thân ảnh, mỗi cá nhân trên người đều tản ra hạ phẩm pháp tôn khí tức. Bản tôn nói lại lần nữa, nơi đây bị ta thiên hoang tiếp quản, không lui về phía sau người, giết không tha. Khương Bạch Ngưng dày đặc khí lạnh nói, hoàn toàn không nhìn những cái kia hạ phẩm pháp tôn cảnh hộ đạo giả. Lang Thí Thiên cùng Ân Cổ Thương đám người trong mắt lóe lên một vòng hung lệ chi khí, bất quá tại trung phẩm pháp tôn cảnh trước mặt. Bọn họ cũng không dám quá mức phách lối. Hơn nữa, cái này Khương Bạch Ngưng rõ ràng so Khương Chấn Long muốn bá đạo rất nhiều, một lời không hợp chính là một bộ đánh tư thế. Bọn họ dĩ nhiên có hạ phẩm pháp tôn cường giả hộ đạo, thế nhưng chưa chắc có thể bảo vệ được bọn họ, dù sao địch nhân của bọn hắn dù sao cũng là trung phẩm pháp tôn cảnh. Đi, Lang Thí Thiên khẽ cắn môi, mang theo lang tộc người thối lui. Những người khác chủng tộc tu sĩ cũng cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Một đám bị coi thường mặt hàng, Khương Chấn Long khinh thường giận mắng một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Thái cổ thần giới tu sĩ mặc dù bị Khương gia người quát lui, nhưng không có người chân chính rời đi, bọn họ chỉ là rời khỏi thần đạo cổ thành, đứng ở ngoài vạn dặm xa xa nhìn ra xa. Để bọn hắn liền rời đi như thế, lại làm sao có thể cam tâm đây? Khương gia dĩ nhiên cường thế, nhưng là bọn họ không tin Khương Bạch Ngưng có thể một mực trú thủ tại chỗ này, ai cũng có ngủ gà ngủ gật thời điểm. Tiêu Phàm đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào lấy bộ dáng gấp gáp. Lão Tam, chẳng lẽ chúng ta cứ thế từ bỏ? Nam Cung Tiêu Tiêu có chút không cam lòng nói. Ai nói ta từ bỏ? Đây không phải còn không người đi vào sao, chúng ta cũng không tất yếu lo lắng. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói.
một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Lão Tam, người có phải hay không đã biết cái gì? Lăng Phong nhịn không được hỏi, lấy cách làm người của ngươi, bị người uy hiếp, ngươi không phải như vậy sảng khoái mới đúng. Có đúng không, chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta cùng trung phẩm pháp tôn mạnh mẽ chống đỡ? Tiêu Phàm trợn trắng mắt. Ta xác thực không thích bị uy hiếp, nhưng là bị trung phẩm pháp tôn uy hiếp, vậy cũng không thể mạnh mẽ chống đỡ a. Đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Dù sao ta tin tưởng trực giác của mình, người khẳng định nghĩ đến âm bọn họ một cái. Lăng Phong vẻ mặt bình tĩnh nói. Khương Ách nghe vậy, trực tiếp xem như cái gì đều không nghe được, Khương gia người quá hiêu trương bạt hổ, hắn đều có chút nhìn không được. Đợi thêm chốc lát, liền có trò hay để nhìn, chúng ta lại trốn xa một chút. Tiêu Phàm lắc đầu, bắn một cái nút, sau một khắc hắn thân hình một trận biến ảo, biến thành biệt hiệu kiếm hồng trần bộ dáng, thậm chí ngay cả linh hồn khí tức cũng đã xảy ra cải biến. Đám người cảm nhận được Tiêu Phàm biến hóa trên người, thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng cùng tò mò. Lúc này, thần chu phía trên, Khương Chấn Long vẻ mặt kích động nhìn qua vạn cổ hung phần vị trí, nói, ngưng cô, thiên hoang người mau tới đi. Có phải hay không để cho ta Khương gia ưu tiên tiến vào a? Khương Bạch ngưng lại là lắc đầu, nói tam đại thế tộc tộc trưởng có lệnh, vạn cổ hung phần mở ra, ai cũng không thể tiến vào. Ai cũng không thể tiến vào. Khương Chấn Long trợn to hai mắt, đều là không thể tưởng tượng nổi, nói, ngưng cô, ta không nghe lầm chứ, đây chính là cửu thiên thập địa ngũ đại hung địa một trong, bên trong cơ duyên, chỉ cần tùy ý thu hoạch được một điểm, cũng đủ để đổi thiên địa. Vậy cũng phải có mạng sống đi ra. Khương Bạch ngưng lạnh rên một tiếng. Ngưng tiếng nói, vạn cổ hung phần hàng trăm hàng ngàn vạn năm chưa từng mở ra, đã để người quên đi đối với nó kính sợ, người khác không biết, chẳng lẽ người cái này Khương gia trưởng lão cũng không biết sao? Ta, Khương Chấn Long không biết nói gì, vạn cổ hung phần khủng bố, hắn tự nhiên rõ ràng, gia tộc điển tịch ghi lại hết sức rõ ràng, lịch cổ đến nay, chưa bao giờ có người từ vạn cổ hung phần bên trong sống sót đi ra. Thế nhưng là, ở Khương Chấn Long xem ra, đây chẳng qua là ghi chép mà thôi, vạn cổ hung phần nếu là cửu thiên thập địa thần bí nhất ngũ đại hung địa một trong, vậy khẳng định đếm nhiều không hết tài nguyên. Bây giờ cửa vào đang ở trước mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, nhưng hắn làm sao cam tâm đây. Ngươi nhiệm vụ, là phối hợp ta trấn thủ nơi đây, thẳng đến cửa vào triệt để đóng lại. Khương Bạch ngưng cường thế nói. Khương Chấn Long thật sâu quên vạn cổ hung phần cửa vào một cái. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kiên quyết, sau một khắc, hắn bỗng trợn to hai mắt, nhìn chằm chặp vạn cổ hung phần cửa vào, duỗi ra ngón tay run rẩy nói, ngưng cô, ngươi xem. Khương Bạch ngưng theo Khương Chấn Long phương hướng chỉ nhìn tới, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy vạn cổ hung phần lối vào, có vô số đạo thân ảnh hiện lên, sau đó đồng thời xông vào vòng xoáy màu đen. Tiến vào, bốn phía tu sĩ cũng lờ mờ phát hiện động tĩnh nơi xa. Không khỏi kinh hô mà ra. Chỉ một thoáng, những người khác cũng tất cả đều bắt đầu dục dịch, nguy hiểm gì, bọn họ căn bản không quan tâm. Hàng trăm hàng ngàn vạn năm trước hung địa, theo thời gian trôi qua, đã để người quên đi đối với nó kính sợ. Ngưng cô, bọn họ tiến vào. Khương Chấn Long vẻ mặt kinh ngạc, còn mang theo vẻ hưng phấn, nói chúng ta cũng tiến vào, bằng không chắc chắn bỏ lỡ đại cơ duyên. Ai cũng không thể vào. Khương Bạch ngưng trầm giọng nói, thái độ vẫn như cũ cường thế. Thế nhưng là, Khương Chấn Long ánh mắt bên trong hiện lên nồng nặc tham lam. Ta lập tức thông tri tộc trưởng, việc này đã vượt qua chúng ta khống chế. Khương Bạch ngưng thở sâu, nói trước đó, chúng ta giữ vững cửa vào, chờ thiên hoang người đến. Tốt, Khương Chấn Long gật gật đầu, chỉ cần có thể ưu tiên tiến vào vạn cổ hung phần bên trong, mặt khác hắn căn bản không quan tâm. Về phần những cái kia tiến vào người, coi như là cho bọn họ dò đường. Một mảnh bạch vân bên trên, Tiêu Phàm một chuyến nhìn qua tiến vào vòng xoáy màu đen bên trong những người kia, cau mày. Lão Tam, đây không phải là hoang gia người sao, bọn họ làm sao cùng hiên viên gia tộc người tiến tới với nhau? Nam Cung Tiêu Tiêu hoảng sợ nói. Tiêu Phàm lại là tựa như không nghe thấy đồng dạng, chuyện này, hắn đã sớm biết, lần trước rời đi thần đạo cổ thành. Đã có người trong bóng tối thông chi hắn. Thậm chí, hắn đã biết rõ, là ai khống chế hiên viên gia tộc, chỉ là người này vượt xa dự liệu của hắn.
Tử Thiên Y, người có không có cảm thấy, người kia giống Tử Thiên La. Tiêu Phàm đổi chủ đề, chỉ vòng xoáy màu đen một cái góc nói. Tử Thiên Y theo Tiêu Phàm phương hướng chỉ nhìn tới, trên người bỗng chán phóng sát khí lạnh lẽo, là Tử Thiên La, hắn hóa thành cho ta đều biết. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, nhưng trong đầu hắn lại là nhớ tới lần trước nhìn thấy Tử Thiên La trong bóng tối trợ giúp Tử Thiên gia tộc sự tình, vậy ít nhất chứng minh Tử Thiên La là không muốn hại Tử Thiên gia tộc. Có lẽ chuyện năm đó, tồn tại một chút hiểu lầm. Mặc dù Tử Thiên gia tộc rời đi thần đạo cổ thành, nhưng Tử Thiên La nhưng vẫn lưu tại thần đạo cổ thành, trong đó có lẽ cũng có cái gì chuyện bí ẩn. Ầm ầm, trầm tư thời khắc, chân trời bỗng một tiếng nổ vang, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy thiên khung nổ tung, hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía, một cỗ mạnh mẽ khí tức từ hư vô loạn lưu bên trong gào thét mà ra. Ngay sau đó, hư vô loạn lưu bị ma khí thay thế, lần lượt từng bóng người từ trong hư vô bắn ra, xuất hiện ở thần đạo cổ thành không trung, không chút kiêng kỵ liếc nhìn tứ phương. Ha ha, nơi này chính là thái cổ thần giới sao? Quá bần tích, khó trách lúc trước các lão tổ đánh xuống giới này, lại từ bỏ khống chế, bậc này đất nghèo, cho ta cũng không muốn. Mọi người cũng đừng quên, lần này tới, chúng ta là muốn giết Tiêu Phàm, vì chết đi thánh tử thánh nữ báo thù. Yên tâm đi, không đem kẻ này lột da chóc thịt, lão tử vĩnh viễn không rời đi thái cổ thần giới. Phách lối tiếng nghị luận vang vọng hư không, đám người phía dưới lộ ra trợn mắt hốc mồm, dường như đã mất đi bản thân. Là dị ma. Chỉ chốc lát sau, có người lấy lại tinh thần, run rẩy kinh hô một tiếng. Chỉ một thoáng, đám người một trận rối loạn, dị ma mạnh mẽ và kinh khủng hiển nhiên sớm đã xâm nhập lòng người. Hơn nữa, trước mắt những cái này không hiểu ra sao xuất hiện dị ma, trên người tán phát khí tức, xa so với trước đó gặp phải mạnh mẽ hơn nhiều, ngay cả pháp tôn cảnh cường giả cũng cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Rốt cuộc đã đến, Tiêu Phàm ngắm nhìn không trung, thấy được mấy cái người quen, thở sâu cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Lấy Tiêu Phàm nhãn lực, hắn liếc mắt liền thấy được Thiên Giao Thánh Nữ cùng Ngọc Lang Thánh Tử mấy người, trong lòng trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm. Mấy người kia xuất hiện, nhưng hắn cảm nhận được nồng nặc bất an. Nhất là những cái kia dị ma tiếng nghị luận, hắn tất cả đều nghe vào trong tai, những cái này dị ma, rõ ràng là hướng về phía hắn Tiêu Phàm đến. Ánh mắt của hắn quét qua, trong nháy mắt cảm nhận được 20-30 cỗ có thể uy hiếp đến tính mạng hắn khí tức, trong lòng có chút phát lạnh. Còn tốt, Tiếu Thiên Cơ đem Tử Như Huyết tìm đến, đối mặt bình thường hạ phẩm pháp tôn, Tử Như Huyết hẳn là còn có thể kháng một hồi. Hơn nữa, hiện tại vạn cổ hung phần cửa vào xuất hiện, những cái này dị ma đoán chừng cũng không rảnh đi đối phó hắn. Quả nhiên, như Tiêu Phàm sở liệu, phủ xuống dị ma trong nháy mắt bị vạn cổ hung phần cửa vào lăn lộn khí thức hấp dẫn, tựa như đã quên đi đến thái cổ thần giới dự tính ban đầu. Này khí tức, ta từng giống như ở nơi nào cảm nhận được qua. Khác thường ma cường giả mở miệng, bọn họ sống vô số tuế nguyệt, cho dù là gặp qua chân chính vạn cổ hung phần, cũng không cái gì đại kinh tiểu quái. Là vạn cổ hung phần, cỗ này hung lệ chi khí, thánh điện phong ấn vài, ta đã từng được chứng kiến. Một cái khác dị ma cường giả hoảng sợ nói. Lời này vừa nói ra, một đám dị ma cường giả chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, nhìn phía dưới lăn lộn sương mù, không dám tới gần nửa phần. Cái này có gì e sợ? Đột nhiên, một cái nam tử vóc người khôi ngô đứng dậy, vẻ mặt ngạo khí nói, lúc trước thánh quân trảm hoang ma về sau, không phải từng tiến vào vạn cổ hung phần sao? Thánh quân sớm đã quét ngang vạn cổ hung phần, bên trong uy hiếp khẳng định cũng bị rút ra không còn một mảnh, lại như thế nào có thể uy hiếp đến tính mạng của chúng ta? Nói ra lời này người, Tiêu Phàm nhận biết, kỳ danh là Nộ Giang Ma Tôn, chính là Thất Tinh Ma Tôn, hơn nữa còn từng cùng Tiêu Phàm giao thủ qua, đối phương trong tay hắn ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Nộ Giang Ma Tôn nói không sai, ta nghe Tổ Tông nói qua, vạn cổ hung phần bên trong đồ vật lúc trước bị thánh quân quét sạch sành xanh, chẳng qua hiện nay số trăm vạn năm trôi qua, bên trong ít nhiều cũng sẽ sinh ra điểm vật có giá trị. Một lần này đến thái cổ thần giới xem ra là đến đúng rồi, chúng ta lần nữa đem vạn cổ hung phần cướp đoạt một lần, để thái cổ thần giới những cái này rác rưởi mở mang kiến thức một chút ta thánh tộc uy phong. Đi, bản tôn nguyện ý dẫn đầu, ai đi theo ta? Một đám dị ma ngươi một lời ta một câu. Sau đó khí thế hung hăng hướng về vạn cổ hung phần cửa vào kích xạ đi.
Thái cổ thần giới tu sĩ nghe được dị ma tiếng nghị luận, mặc dù phẫn nộ, nhưng trong mắt cũng ôm chờ mong. Đúng vậy a, lúc trước dị ma đều có thể ở vạn cổ hung phần bên trong hoành hành không sợ, vậy bọn hắn hiện tại lại có gì cố kỵ đây? Vạn cổ hung phần đáng sợ, mãi mãi cũng chỉ là cổ tịch bên trên ghi lại mà thôi, không có người nào chân chính được chứng kiến, ngược lại là hàng trăm hàng ngàn vạn năm trước, hoàng ma chết rồi, dị ma đại quân tiến vào vạn cổ hung phần bên trong cướp sạch một phen. Những người này, cũng là duy nhất từ vạn cổ hung phần bên trong còn sống đi ra một đám người. Mà cái này, cũng từ khía cạnh chứng minh, vạn cổ hung phần có vẻ như không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Dừng lại, mắt thấy những cái kia dị ma sắp xông vào vạn cổ hung phần vào trong miệng, Khương Bạch Ngưng bỗng quát lạnh một tiếng, lách mình chặn lại một đám dị ma đường đi. Trung phẩm pháp tôn, một đám dị ma ngừng thân hình, cảm nhận được Khương Bạch Ngưng khí tức trên thân, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Bất quá sau một khắc, lấy nộ giang ma tôn cầm đầu thất tinh ma tôn đồng thời bộc phát ra mạnh mẽ khí tức, từ mấy cái phương hướng thẳng hướng Khương Bạch Ngưng. Khương Bạch Ngưng nơi nào sẽ nghĩ đến, một đám thất tinh ma tôn lại dám cùng với nàng cái này trung phẩm pháp tôn động thủ. Dưới cơn nóng giận, nàng lấy tay đánh ra một đạo thủ ấn, chính là Khương gia bản nguyên tuyệt kỹ đại xuất bia thủ. Chỉ thấy một đạo to lớn bàn tay màu trắng từ hư không toát ra, hung hăng hướng về một đám dị ma chộp tới, một khi bắt lấy, dù cho thất tinh ma tôn đoán chừng cũng phải bị ép thành thịt nát. Bất quá! Khương Bạch Ngưng vẫn là khinh thường dị ma nhất phương lực lượng, dù sao, bọn họ không chỉ là một hai cái thất tinh ma tôn, mà là 20-30 cái. 20-30 cái thất tinh ma tôn đồng thời bùng nổ lực lượng, là cực kỳ đáng sợ. Đại xuất bia thủ trưởng cương còn chưa tới gần, liền bị bọn họ ngưng tụ quyền cương chấn vỡ, quyền cương tốc độ mặc dù giảm bớt mấy phần, nhưng vẫn như cũ hung hăng hướng về Khương Bạch Ngưng đập tới. Khương Bạch Ngưng trong lúc vội vàng đánh võ trưởng, vẫn như trước bị quyền kia cương đánh bay mấy chục trưởng, ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên. Trung phẩm pháp tôn, cũng chỉ đến như thế, ha ha. Nộ giang ma tôn ngửa đầu càn rỡ cười to, hơn 10 người lần nữa đáp xuống, chuẩn bị lần nữa động thủ. Ta xem ai dám, Khương Chấn Long gấp đến đỏ mắt, vừa rồi hắn nhìn thấy một số nhân tộc tu sĩ tiến vào vạn cổ hung phần cửa vào, trong lòng đều cực kỳ không nguyện ý. Hiện tại lại làm sao có thể trơ mắt nhìn xem một chút dị ma tiến vào vạn cổ hung phần đây. Một đám dị ma bị Khương Chấn Long khí thế giật nảy mình, bất quá rất nhanh liền bị khinh thường thay thế, chỉ thấy nộ giang ma tôn khinh thường nói, một cái hạ phẩm pháp tôn, bản tôn mấy người tùy tiện liền có thể oanh sát ngươi, còn dám cản chúng ta. Khương Chấn Long nheo mắt, hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt thấy Khương Bạch Ngưng đều bị đẩy lui, hiện tại cho dù tăng thêm hắn. Vậy cũng tuyệt đối là không thể nào ngăn được dị ma. Thế nhưng là, chẳng lẽ mình trơ mắt để dị ma tiến vào sao? Đột nhiên, Khương Chấn Long ánh mắt sáng lên, nhìn về phía xa xa một đám thái cổ thần giới tu sĩ nói, các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không qua đây hỗ trợ. Khương Chấn Long ngữ khí rất bá đạo, tựa như là hắn trợ giúp người khác, mà không phải cầu mong gì khác bị người hỗ trợ. Đáng tiếc nhường hắn thất vọng là, thái cổ thần giới tu sĩ lại là không nhúc nhích, tựa như căn bản không nghe được hắn lời nói. Các ngươi bị chiêu mộ, còn không qua đây. Khương Chấn Long trợn mắt chừng một cái, trong lòng cực kỳ ảo não. Nếu như thái cổ thần giới tu sĩ có thể hỗ trợ, tăng thêm những cái kia thiên tài hộ đạo giả, thế nhưng nhiều đến mười mấy người, có lẽ có thể ngăn cản dị ma cũng khó nói. Các ngươi không phải nói vạn cổ hung phần là thiên hoang tiếp quản sao? Liền đồ vật của mình đều không bảo vệ được, lại không cần dựa vào chúng ta những người ngoài này. Đám người trầm mặc thời khắc, Tiêu Phàm lại là nhàn nhạt đáp lại một câu. Những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng là đối câu nói này rất tán thành. Người Khương gia người không phải mới vừa rất cường thế, rất bá đạo sao? Không cần chúng ta thời điểm, liền không kịp chờ đợi đuổi đi chúng ta, còn gọi đánh kêu giết. Hiện tại cần chúng ta thời điểm. Nghĩ một câu liền để chúng ta làm ngươi đi chết, khả năng sao? Huống hồ, người nhà đó là cái gì ngữ khí, nếu như không phải e ngại Khương Bạch Ngưng, ngươi cho rằng ai sẽ đem ngươi Khương Chấn Long để ở trong mắt? Ngươi, Khương Chấn Long nhất thời ngữ trệ, không biết làm sao mở miệng, trầm tư mấy tức lại nói, các ngươi nếu không ngăn cản, ta Khương gia lập tức rời khỏi thái cổ thần giới,
các ngươi sinh tử cùng ta Khương gia lại không bất luận cái gì liên quan. Nói hình như ai quan tâm ngươi Khương gia giống như, thật lấy chính mình coi ra gì. Chính là, lão tử ước gì ngươi Khương gia lập tức rời đi thái cổ thần giới, thực sự là tự mình đa tình. Đám người khinh thường cười một tiếng, ai cũng không có đem Khương Chấn Long mà nói coi là chuyện to tát. Ngay cả Khương Ách đều khẽ lắc đầu, Khương Chấn Long làm như thế, căn bản chính là đang trà đạp Khương gia thanh danh, lại làm sao có thể bị người kính sợ đây. Ngươi, các ngươi, Khương Chấn Long nghe được đám người lời nói, kém chút không một ngụm lão huyết phun ra, đành phải dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Khương Bạch Ngưng, ngưng cô, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, ta biết rõ làm sao xử lý. Khương Bạch Ngưng trong lòng cũng cực kỳ phiền muộn, nàng nguyên bản lấy vì chuyện này rất tốt xử lý, ai ngờ đột nhiên toát ra một đám dị ma. Nếu như đám này dị ma không mạnh thì cũng thôi đi, tự chỉ huy tay liền có thể diệt đi. Nhưng mà mấu chốt là, những cái này dị ma bên trong thất tinh ma tôn, thì có 20-30 cái, đây chính là tương đương với thiên hoang 20-30 cái hạ phẩm pháp tôn A. Nàng cái này trung phẩm pháp tôn là mạnh. Cái kia cũng không khả năng đồng thời là 20-30 cái hạ phẩm pháp tôn đối thủ. Dù sao, cùng giai bên trong dị ma, bình thường mà nói thực lực so thiên hoang mạnh hơn không ít. Hơn nữa, nếu như nàng một khi bị cuốn lấy, dị ma liên thủ ứng phó những người khác, hắn mang tới Khương gia người, sợ là muốn chết tuyệt. Đều là ngươi làm chuyện tốt, Khương Bạch Ngưng hung hăng chừng Khương Chấn Long một cái. Sau đó nhìn về phía xa xa thái cổ thần giới tu sĩ nói, các vị, chúng ta ân oán tạm thời để ở một bên, chẳng lẽ các ngươi sẽ trơ mắt nhìn xem bọn hắn đi vào sao? Không thể không nói, Khương Bạch Ngưng so Khương Chấn Long phải thả xuống được mặt mũi, hơn nữa cũng trong nháy mắt nghĩ tới thái cổ thần giới tu sĩ quan tâm nhất địa phương. Bọn họ tự nhiên cũng không muốn để dị ma so với bọn hắn đi vào trước, thế nhưng là, bọn họ không phải người ngu. Dù cho tất cả mọi người bọn họ cùng lên một loạt, cũng chưa chắc có thể ngăn được dị ma. Mặt khác, vạn nhất thật ngăn trở, đến lúc đó Khương gia trở mặt không quen biết đây. Phải biết, Khương Bạch Ngưng vừa rồi thế nhưng là để người đi thông chi thiên hoang, không được bao lâu, thiên hoang liền sẽ liên tiếp có người đến. Mặc dù bọn họ không thích thiên hoang, nhưng là không thể không thừa nhận thiên hoang là so thái cổ thần giới mạnh, nhất là cường giả đỉnh cao. Chỉ bằng đám rác rưởi này cũng muốn ngăn cản chúng ta. Nộ giang ma tôn mặt coi thường, chấn cánh tay vung lên, 20-30 cái thất tinh ma tôn lần nữa trùng sát đi. Thiên giao thánh nữ đám người đi theo phía sau bọn họ, không ngừng hướng về vạn cổ hung phần cửa vào tới gần. Khương Bạch Ngưng thấy thế, giận dữ hét thái cổ thần giới người nghe, có bản tôn ở, các ngươi một cái đều đừng nghĩ đi vào. Thỉnh cầu hay sao, Khương Bạch Ngưng cũng bắt đầu uy hiếp. Không thể không thừa nhận, trung phẩm pháp tôn uy hiếp xác thực so hạ phẩm pháp tôn càng khiến người ta sợ hãi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể từ dị ma trong tay sống sót. Khương Chấn Long, bất kể như thế nào, đều phải ngăn bọn hắn lại cho ta. Khương Bạch Ngưng vừa trầm tiếng nói. Giờ khắc này, nàng có chút hối hận, sớm biết hẳn là mang nhiều mấy cái pháp tôn cảnh cường giả tới trước, có cái 5-6 cái, cũng có thể kiên trì một hồi a. Nhưng mà... Nàng sau khi nhận được mệnh lệnh, tự nhận là trung phẩm pháp tôn có thể trấn áp một chút, tùy ý mang theo một đám điều khiển thần chu người liền tới thái cổ thần giới, ở đâu là một đám thất tinh ma tôn đối thủ. Hô, lời còn chưa dứt, nàng một bên cách đó không xa Khương Chấn Long bỗng cực tốc phóng tới vạn cổ hung phần cửa vào, về phần ngăn cản thất tinh ma tôn, hắn không hề nghĩ ngợi. Không nói trước bằng bọn họ căn bản ngăn không được, coi như chặn lại. Đến lúc đó hắn Khương Chấn Long cũng chưa chắc có thể tiến vào vạn cổ hung phần, còn không bằng thừa dịp hiện tại đi vào. Khương Chấn Long, Khương Bạch Ngưng nơi nào nghĩ đến Khương Chấn Long ý đồ kia, lập tức phẫn nộ tới cực điểm. Thất thần thời khắc, bị nộ giang ma tôn chở mấy cái ma tôn khóa chặt, cường đại công kích đem Khương Bạch Ngưng đánh bay, một ngụm ngai ngái từ trong miệng phun ra, một đầu tóc đen rối tung, trên không trung loạn vũ. Giờ khắc này, Khương Bạch Ngưng nơi nào còn có phía trước cường thế cùng cao cao tại thượng, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Các ngươi đều phải chết. Phát động hung ác đến Khương Bạch Ngưng, trên người tán phát khí tức càng ngày càng kinh khủng, trong tay xuất hiện một chuôi băng tinh chi kiếm, dày đặc khí lạnh, để người phát lạnh. Chúng ta mấy người ngăn lại nàng, những người khác đi vào trước. Nộ giang ma tôn không hề bị lay động,
trải qua công kích đến, hắn đã đại khái biết Khương Bạch Ngưng thực lực. Một mình hắn dĩ nhiên không phải là đối thủ, nhưng có cái 5-6 người, ngăn lại Khương Bạch Ngưng lại không là vấn đề. Dù sao, bọn họ những người này đều là thái nhất thánh giới thủ hộ một đám thánh tử thánh nữ nhân vật, cùng giai bên trong, cũng tính được là người nổi bật. Nói xong, thiên giao thánh nữ đám người lách qua chiến trường, từ một phương hướng khác xông về vạn cổ hung phần, Khương Bạch Ngưng muốn ngăn cản, lại bị nộ giang ma tôn mấy người ngăn lại. Cùng lúc đó, xa xa Tiêu Phàm, đột nhiên lấy tay vung lên, một cỗ đại lực mang theo đám người, mấy cái lắc mình liền đến vạn cổ hung phần cửa vào. Dừng lại, thiên giao thánh nữ đám người nhìn thấy thái cổ thần giới người vậy mà nhanh chân đến trước, tất cả đều phẫn nộ xuất thủ. Nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản không hề dừng lại một chút nào, đối mặt một đám pháp tôn cảnh cường giả, hắn cũng không dám lưu lại đang chém giết. Hắn có lẽ còn có cơ hội chạy trốn, nhưng mặt khác người có thể thì chưa chắc. Dù cho một đám dị ma công kích mắt thấy là phải đến, Tiêu Phàm cũng không dám phản kích, một khi dừng lại, bọn họ tử vong xác suất cũng rất lớn. Nhưng mà, nhường hắn kinh ngạc là, dị ma công kích thật lâu chưa từng rơi xuống, tựa như đối phương căn bản không có xuất thủ một dạng. Hắn quay đầu nhìn đi, càng là kinh ngạc hết sức, vừa mới rõ ràng đi theo phía sau bọn họ cách đó không xa dị ma, vậy mà không thấy. Đây là có chuyện gì? Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng giật mình tỉnh lại, kinh ngạc nhìn xem bốn phía, nhưng mà, dị ma môn tựa như thật biến mất không thấy. Cửa vào này ẩn chứa thời không chi lực, bọn họ bị truyền tống đến một địa phương khác. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không có bị dị ma đuổi kịp, sự tình khác đều dễ nói. Giết dị ma, quần ẩu không được, cái kia hoàn toàn có thể từng cái đến. Nếu như có thể tìm tới hoang ma, đến lúc đó chết chính là bọn họ, Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Thời gian trôi qua, Tiêu Phàm mấy người chỉ cảm thấy thời không không ngừng biến hóa, nồng vụ che cản mọi người thực hiện, thấy không rõ mảy may, chỉ là trong lòng bỗng sinh ra một loại bất an mãnh liệt. Thùng thùng, một trận đả kích cường liệt từ thông đạo một phương khác truyền đến, dường như có cái gì khủng bố tồn tại muốn từ bên trong xông ra, vậy chờ khí thế. Dù cho cách xa nhau vô số thời không, cũng làm cho người tê cả da đầu. Cũng không biết qua bao lâu, cỗ kia bất an mãnh liệt càng ngày càng đậm, ẩn ẩn có một đạo kim sắc quang mang từ bọn họ đôi mắt hiện lên. Chúng ta giống như nhanh đến cuối, Diệp Khuynh Thành nói nhỏ. Vừa mới nhìn thoáng qua, hắn dường như thấy được từng tòa thông thiên cự phong, như rồng cuộn, như hổ ngồi, xa xa nhìn tới, liền cho người ta một loại áp lực thực lớn. Nói xong, trước mắt mọi người sương mù chậm rãi trở nên mỏng manh, ngay sau đó một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm mấy người bỗng chạm đất, trọng trọng đập ở trên thạch đầu. Mấy người lấy lại tinh thần, phát hiện mình chính rơi vào một chỗ sơn cốc, ngẩng đầu nhìn tới, đỉnh đầu bọn họ có nguyên một đám to lớn vòng xoáy màu đen xoay quanh. Vòng xoáy lít nha lít nhít, giống như vô số đôi con mắt hướng về phía dưới, người xem ra đầu phát run. Đây đều là cửa vào. Khương Ách vẻ mặt kinh ngạc, khó trách dị ma không có theo tới, bọn họ hơn phân nửa là từ mặt khác cửa ra vào tiến vào vạn cổ hung phần. Cẩn thận, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm kinh hô một tiếng, một kiếm không chút do dự hướng về hư không chạm đi. Nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, trực tiếp đem Tiêu Phàm đụng vào mặt đất, nhấc lên vô số bụi bặm. Giống một tiếng giống to truyền vào mọi người lỗ tai, chấn động đến bọn họ màng nhĩ rung động, kém chút xé rách. Ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một đầu hơn một trượng kim sắc sinh linh đứng ở cách đó không xa đỉnh núi gào thét, vô tận khí tức kinh khủng từ trên người hắn lan tràn ra, một đôi sắc bén con ngươi gắt gao tập trung vào bọn họ. Đám người nhìn qua kim sắc sinh linh, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Bề ngoài nhìn tới, kim sắc sinh linh cùng người không có hai, chỉ là toàn thân mọc đầy liền bộ lông màu vàng óng, hơn nữa phía sau mọc ra một đôi kim sắc cánh. Giống như hai thanh thiên đao, tản ra vô tận đao khí. Vừa rồi một đòn, chính là nó đem Tiêu Phàm một kích đánh bay, có thể nghĩ thực lực của nó mạnh, chí ít cũng đạt tới hạ phẩm pháp tôn. Hạ phẩm pháp tôn, đây chính là cơ hồ có thể miểu sát bọn họ phần lớn người lực lượng. Đây vẫn chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy sinh linh mà thôi, vậy mà liền cường đại như thế, vạn nhất gặp gỡ càng mạnh đây, chẳng phải là chỉ có tử vong phần. Tiêu Phàm từ phế tích đi ra, đứng ở trước mặt mọi người,
thần sắc cũng ngưng trọng tới cực điểm, đây là hoang cổ sinh linh, nhục thân cực kỳ cường đại, mọi người cẩn thận một chút. Sau một khắc, Tiêu Phàm thân hình bỗng một trận biến hóa, ngoại thân hiện ra kim sắc quang mang, vô tận chiến huyết sôi trào. Đối mặt có thể so với hạ phẩm pháp tôn cảnh hoang cổ sinh linh, Tiêu Phàm không chút do dự thúc dục vô thượng kim thân đệ nhị đoán, tăng thêm hắn cường đại thể phách, đã đến gần vô hạn vô thượng kim thân đệ tam đoán. Siêu, một tiếng kêu to vang lên, kim sắc sinh linh lần nữa đáp xuống, hai thanh thiên đao hung hăng chém xuống, vô cùng vô tận kim sắc lưỡi đao hét giận dữ không thôi, hư không đều suýt chút nữa thì bị xé mở. Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, chân đạp thời không na di thiểm xông ra, không có thực chiến bất luận cái gì bản nguyên tuyệt kỹ, vẻn vẹn lấy nhục thân lực lượng công kích. Oanh, Tiêu Phàm kiếm cùng kim sắc sinh linh cánh chạm vào nhau, lập tức nhấc lên vô số đao quang kiếm ảnh, bao phủ phương viên mấy trăm dặm, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ sớm đã thừa cơ thối lui đến ở ngoài ngàn dặm. Bậc này kinh khủng chiến đấu, mấy người bọn hắn trung phẩm thánh tôn hiển nhiên còn tham dự không được. Cho dù là ma thái hư mấy người khoảng cách hạ phẩm nguyên tôn cảnh chỉ có cách xa một bước, cũng không dám áp sát quá gần. Thật biến thái sức mạnh thân thể, Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc không thôi, hắn vốn cho là cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch càng ngày càng gần, không nghĩ tới vẫn có một đạo lạch trời. Bất quá hắn trong mắt lại là tinh quang lập lòe, hắn tự tin, mình nhất định rất nhanh liền có thể đạt tới Tiêu Phàm như vậy cấp độ. Oanh, một người một thú rằng co rất mau đánh phá. Tiêu Phàm một kiếm đem cái kia kim sắc sinh linh đánh bay, kim sắc sinh linh một trận kêu rên, cánh bị bẻ gãy. Tiêu Phàm thừa cơ lấn người mà tiến, một cước hung hăng trốn ở kim sắc sinh linh trên lưng, đem nó hung hăng dẫm ở mặt đất. Chỉ nghe thấy mặt đất một tiếng vang thật lớn truyền đến, đại địa mãnh liệt run rẩy mấy lần, ngay sau đó tất cả khôi phục bình tĩnh. Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người nhanh chóng hướng về đi lên, nhìn thấy kim sắc sinh linh tại mặt đất không ngừng giãy giụa. Trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, vẻ mặt hung lệ nhìn xem Tiêu Phàm. Lão Tam, vì sao không giết hắn? Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi, hắn làm sao không biết, cái này kim sắc sinh linh cũng không phải dễ dàng như vậy chiết phục. Một khi giết không chết hắn, đến lúc đó nếu như tìm những người khác trở về trả thù, bọn họ có thể gặp phiền toái. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, một cước đem kim sắc sinh linh đá bay, nói, ngươi đi đi. Kim sắc sinh linh kêu rên mấy tiếng, chớp động lên bẻ gãy cánh hướng về chân trời lao đi, nơi nào còn dám có nửa điểm dừng lại. Lão Tam, Lăng Phong cũng nhíu mày, cái này cũng không giống như Tiêu Phàm làm người a. Đối với người muốn giết hắn, hắn bình thường đều là giết hết bên trong, nhưng lần này, Tiêu Phàm vậy mà hạ thủ lưu tình. Yêu thú nơi này, có thể không giết, cũng không cần giết. Tiêu Phàm thở sâu, nói một cách vô cùng trịnh trọng. Mặc dù hắn vừa bắt đầu không đem Tử Như Huyết lời nói để ở trong lòng, nhưng là giờ phút này, lại không hiểu ra sao nhớ tới lời của hắn. Tử Như Huyết thế nhưng là sống vô số tuế nguyệt lão quái vật, khẳng định biết rõ một ít gì, hơn nữa Tử Như Huyết cũng không tất yếu hại hắn Tiêu Phàm, hắn chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói ra lời như vậy. Đi, rời khỏi nơi này trước, Tiêu Phàm từ trong ngực lấy ra mười mấy trận bàn, ném cho đám người. Nói, đây là ta chuẩn bị trận bàn, mang ở trên người, có thể che lấp khí tức. Đám người như nhặt được chí bảo, vội vàng đem trận bàn thiếp thân đặt, bọn họ tới qua nơi đây, khí tức cùng cái kia kim sắc sinh linh bọn họ khẳng định không tầm thường, đối phương tất nhiên có thể truy tung bọn hắn khí tức tìm được. Nếu như có thể che lấp khí tức, chỉ cần không chính diện đụng tới vạn cổ hung phần bên trong sinh linh, bọn họ liền là an toàn. Mấy người không ngừng tiến lên, không bao lâu. Xuất hiện ở một chỗ vách núi phía dưới, vách núi toàn thân xích hồng, hiện ra hắc sắc, giống như máu nhuộm, dù cho đi qua vô số năm tháng, phía trên còn có một số máu tươi chưa từng khô cạn. Các ngươi nhìn, trên vách đá mới dễ giống mang theo một bộ quan tài. Đột nhiên Nam Cung Tiêu Tiêu hoảng sợ nói. Đám người nhìn tới, quả nhiên như Nam Cung Tiêu Tiêu nói, một tòa dính máu tươi quan tài bị mấy đầu huyết sắc xiềng xích khóa chặt ở bên dưới vách núi. Nhìn kỹ, cái kia trên quan tài bên cạnh còn chảy từng tia máu đỏ tươi, hết sức rõ ràng, nhìn đến một cái, cũng làm người ta toàn thân hiện nổi da gà lên. Nha, thứ gì, làm sao ta cảm giác hãi đến hoảng. Tà Vũ nhịn không được tuôn ra nói tục, phòng bị hướng về tứ phương. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì,
loại này rất có đánh vào thị giác hình ảnh, ai cũng chịu không được. Rời khỏi nơi này trước, Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn có thể không muốn ở chỗ này giữ lại. Hắn từng tại Bách Sát chiến trường được chứng kiến đế huyết nhai phía trên quan tài, có thể so với nơi này huyết sắc quan tài, hoàn toàn không tính là gì. Vẻn vẹn nơi đó bên cạnh tán phát khí thế, hắn đều không chịu nổi, linh hồn lay động. Mặc dù hắn nội tâm cũng tò mò, nơi này táng lấy chính là những người nào. Mấy người đi lên phía trước, lập tức vòng qua vách núi, xuất hiện ở mặt khác, ai cũng không dám cố ý nhìn về phía vách núi. Nhưng mà, luôn luôn có người nhìn không được, Nam Cung Tiêu Tiêu dư quang liếc qua, sau đó đặt mông ngồi sập xuống đất, má ơi. Đám người chẳng biết lúc nào, lại là nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu run rẩy nhìn qua xa xa vách núi, sắc mặt tái nhợt, hô hấp đều có chút thở gấp. Lão nhị, người càng sống càng trở về, Lăng Phong cười trêu nói. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn theo Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn tới lúc, sau một khắc, hắn thật giống như bị trong nháy mắt hút hết khí lực, hai chân như nhũn ra, ngay cả đứng đều đứng không vững, lấy ở đâu còn dám giễu cợt Nam Cung Tiêu Tiêu. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, hai chân không ngừng run rẩy, hoàn toàn không nghe sai khiến. Chỉ thấy cái kia trên vách đá, mang theo lít nha lít nhít sao quan tài, nhiều đến mấy chục phó, có tựa như còn mở ra, nắp quan tài bị xốc lên ở một bên. Mà có tựa như máu nhuộm, bên trong không ngừng tới phía ngoài giữ lại máu tươi, lành lạnh hết sức. Vạn cổ hung phần, Tiêu Phàm cũng cực kỳ không bình tĩnh, trong miệng ngâm khẽ một tiếng, hắn lúc này mới ý thức được, bản thân tiến vào là vạn cổ hung phần, bậc này tràng diện không phải bình thường sao. Tiêu Phàm vốn cho là mình làm xong đối mặt tất cả chuẩn bị, cho tới bây giờ, hắn mới ý thức tới, bản thân còn kém rất nhiều. Tiêu Phàm muốn quay người rời đi, đột nhiên, thể nội bạch sắc thạch đầu đột nhiên quang mang đại thịnh, hắn ngẩng bước chân đột nhiên treo ở hư không. Cơ duyên, Tiêu Phàm nội tâm không tin, có thể bạch sắc thạch đầu quang mang cũng không có lấp lóe, điều này nói rõ không có nhân vật nguy hiểm. Người khác sẽ lừa gạt mình, nhưng bạch sắc thạch đầu tuyệt đối sẽ không. Lão Tam, ngươi làm gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm nhấc chân hướng về vách núi đi đến, Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng ôm Tiêu Phàm đùi. Cũng khó trách Nam Cung Tiêu Tiêu như thế kinh ngạc, Tiêu Phàm rõ ràng chuẩn bị rời đi, làm sao đột nhiên hướng về những cái kia quan tài đi đây. Nhất định là có đồ vật gì khống chế Tiêu Phàm tâm thần, dẫn đến Tiêu Phàm đột nhiên cải biến chủ ý. Ta không sao, Tiêu Phàm lắc đầu, nói các ngươi trước tiên lui sau một khoảng cách, chờ ta chốc lát. Dứt lời, Tiêu Phàm tránh thoát Nam Cung Tiêu Tiêu bàn tay, lách mình hướng về vách núi bay đi, thời gian mấy hơi thở, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở vách núi phía dưới. Đi vào xem xét, vách núi càng thêm đỏ tươi, phía trên máu tươi tản ra một cỗ cực mạnh hung tính, dù cho Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện chạm đến. Hắn không biết nơi này táng lấy chính là ai, nhưng cho hắn một loại cảm giác, trên vách đá phương quan tài, chẳng qua là một chút chôn theo người mà thôi. Tiêu Phàm dọc theo vách núi chậm rãi hành tẩu, dựa theo bạch sắc thạch đầu chỉ thị tìm kiếm lấy cái gì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ đụng chạm đến những cái kia sát huyết, kích phát một loại nào đó khí thế, đến lúc đó nếu như gặp gỡ so với kia kim sắc sinh linh càng mạnh quái vật, tuyệt đối chỉ có đường chết một đầu. Bạch sắc thạch đầu sẽ không chỉ thị sai lầm mới đúng. Tiêu Phàm ở một nơi lõm đi vào vách đá trước ngừng lại, chậm rãi xòe bàn tay ra. Vách đá phía trên, nhuộm đầy máu tươi, Tiêu Phàm không dám tùy tiện đụng vào, chỉ có thể tìm một cái khô khốc địa phương nhẹ nhàng đẩy. Ầm ầm, nhưng hắn kinh ngạc là, thạch đầu một trận rung động, sau đó mở ra một đạo cửa đá, một đầu u sâm thông đạo hiện lên ở trước mắt hắn. Quả nhiên có động thiên khác, Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, tình cảm tòa này trong vách núi bộ, mới thật sự là mộ huyệt, chỉ là không biết nơi này táng lấy lại là cái gì. Vì lý do cẩn thận, Tiêu Phàm không có tự tiện tiến vào bên trong, mà là ngưng tụ một đạo linh hồn phân thân đi vào. Linh hồn phân thân dọc theo thông đạo thận trọng tiến lên, không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà, một tòa kim bích huy hoàng thạch thất, không, chuẩn xác mà nói là một tòa cung điện hiện lên ở Tiêu Phàm linh hồn phân thân trước mắt. Tiêu Phàm thô sơ giản lược đánh giá một chút, đoán chừng cả tòa vách núi đều bị móc rỗng, bên trong bị đào bới ra một tòa mộ huyệt. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm nhìn thấy, thạch thất cung điện chính trung ương, trưng bày một bộ to lớn tử sắc quan tài,
bốn phía đứng thẳng lấy mấy cây thạch điêu, phía trên điêu khắc trông rất sống động sinh linh, tựa như muốn sống lại một dạng. Không có bạch sắc thạch đầu chỉ dẫn, Tiêu Phàm chẳng có mục đích. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua, thạch thất trừ cái này một bộ tử kim quan tài cùng mấy cây cột đá, hoàn toàn trống rỗng. Chẳng lẽ bạch sắc thạch đầu nhắc nhở bảo vật, liền ở trong quan tài? Như thế nói đến, bản thân còn phải mở ra quan tài. Trầm tư chốc lát, Tiêu Phàm hay là chuẩn bị tự mình tiến vào trong thạch thất, đồng thời ở ngoại giới lưu lại một bộ linh hồn phân thân, vạn nhất bị vây ở bên trong, cũng có một tia cơ hội đào thoát. Tiêu Phàm mặc dù tin tưởng bạch sắc thạch đầu, nói cho hắn nơi đây không có nguy hiểm, nhưng vạn nhất đây. Nhìn qua trước mắt tử kim quan tài, Tiêu Phàm vậy mà trong lúc nhất thời nhìn không thấu nó là tài liệu gì chế tạo, hắn dùng tu la kiếm nhẹ nhàng đụng chạm một lần, vậy mà chán phóng từng đạo rực rỡ quang hoa. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm dường như thấy được vô số tinh thần đồng thời nở rộ, chói lọi mỹ diệu. Không thể nào, Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng bỗng nhiên run một cái, trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới một loại vật liệu, trên mặt lộ ra không thể tin. Hắn lần nữa thử một cái, tu la kiếm dùng sức cắt một lần, một đạo vết kiếm hiện lên ở tử kim quan tài phía trên, nhưng chỉ một lát sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, tử kim quan tài chán phóng từng đạo huyền diệu quang mang, Tiêu Phàm dường như bản thân đưa thân vào vô tận tinh không. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết tinh thần tử kim, Tiêu Phàm nhìn không được hít một hơi lạnh. Phải biết, tinh thần tử kim, thế nhưng là năm đại nghịch thiên thần kim một trong A, chính là rèn đúc chí bảo vật liệu một trong. Tu La Kiếm đã từng thôn phệ một chút hỗn độn nguyên kim, liền để nó cấp độ trong nháy mắt đề cao đến thánh giai pháp bảo cấp độ, hơn nữa, bên trong hỗn độn nguyên kim còn không có triệt để luyện hóa. Nếu như triệt để luyện hóa hỗn độn nguyên kim, Tu La Kiếm tất nhiên không kém gì bất luận cái gì thánh giai pháp bảo. Mà lúc này, một bộ này quan tài đều là tinh thần tử kim chế tạo, nếu để cho Tu La Kiếm thôn phệ hết đây. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, đến lúc đó, cho dù Tu La Kiếm không bằng 10 đại lịch cổ chí bảo, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều a. Quấy dày rồi, Tiêu Phàm hướng về phía tử kim quan tài hơi hơi thi lễ, sau đó dùng sức đẩy, tử kim quan tài nắp quan tài bỗng nhiên sốc lên. Tiêu Phàm phòng bị lui ra phía sau mấy bước. Mấy tức về sau, cái gì đều không phát sinh, Tiêu Phàm nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Hắn đi đến tử kim quan tài một bên, ánh mắt hướng về bên trong nhìn tới, con người bỗng nhiên co rụt lại. Không phải tử kim quan tài bên trong đồ vật hù dọa hắn, mà là bên trong không có cái gì. Không có cái gì, Tiêu Phàm tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, nơi này 89 phần 10 là táng sinh linh. Nhưng bây giờ, sinh linh kia không ở chính giữa một bên, điều này nói rõ cái gì? Tử kim quan tài bên trong táng lấy tồn tại, đã ra tới. Hô, Tiêu Phàm không chần chờ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem tử kim quan tài ném vào sớm đã chuẩn bị xong nửa phong bế pháp bảo bên trong, cùng lúc đó trực tiếp hướng về cửa vào kích xạ đi. Hừ, cũng đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, Tiêu Phàm dọa đến tê cả da đầu. Vội vàng thời khắc, hắn quay đầu nhìn đi, ẩn ẩn nhìn thấy một tôn nhức đầu tử kim quan, mọc ra một cái hổ đầu, dáng người lại cùng người không có hai sinh linh hư ảnh hiện lên. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng chỉ vẻn vẹn là một ánh mắt, liền để Tiêu Phàm dọa đến toàn thân run lên. Hắn tốc độ thi triển đến cực hạn, cơ hồ thời gian mấy hơi thở, liền chạy ra khỏi thông đạo, vừa lúc trong khoảnh khắc đó, thông đạo đóng lại. Tiêu Phàm trái tim phù 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 nhảy không ngừng, kém chút từ trong cổ họng bật đi ra. Hình người yêu thú, Tiêu Phàm hồi tưởng lại cái kia hổ đầu, vẫn như cũ hơi tê tê, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại Tử Như Huyết bàn giao. Chỉ là hắn không hiểu, vì sao cái kia hổ đầu yêu thú cũng không có truy sát đi ra, hơn nữa còn chỉ là một cái bóng mờ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, một tôn chết nhưng lại táng vô số tuế nguyệt đại yêu. Dù cho vẻn vẹn chỉ là một cái bóng mở hiện lên, cũng đủ làm cho người dọa người nghe. Vạn cổ hung phần, không phải là vô số hung ác sinh linh phần mộ sao, tại sao ta cảm giác, bọn họ đều không có chân chính chết chứ? Tiêu Phàm nội tâm hoài nghi. Nhìn thấy cái kia hổ đầu đại yêu không có truy sát đi ra, hắn nội tâm tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống, bạch sắc thạch đầu quả nhiên không có lừa dối hắn, mặc dù có kinh hãi, nhưng là vô hiểm.
hắn dĩ nhiên bị giật nảy mình, nhưng là lấy được nhiều như vậy tinh thần tử kim, đối với hắn mà nói, cũng là thu hoạch khổng lồ. Đồng thời, hắn cũng mới phát hiện, phía sau lưng của mình đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Tu La, người trước thôn phệ, còn dư lại, quay đầu ta để lão nhị chế tạo mấy tấm áo giáp. Tiêu Phàm trong lòng tính toán. Hắn thể nội thế giới bên trong, Tu La kiếm một trận vui sướng, trực tiếp cắm vào tử kim quan tài bên trong, bắt đầu điên cuồng mà thôn phệ tinh thần tử kim. Thôn phệ qua hỗn độn nguyên kim Tu La kiếm, bây giờ thôn phệ tinh thần tử kim cũng đã quen việc dễ làm. Lão Tam, người rốt cục đi ra, không có việc gì à? Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người nhìn thấy Tiêu Phàm hiện lên, vội vàng đi tới. Không có gì, Tiêu Phàm lắc đầu, không có đem hổ đầu sinh linh sự tình nói cho đám người, để tránh bọn họ lo lắng. Bất quá, hắn vẫn là nói ra tinh thần tử kim, Nam Cung Tiêu Tiêu vẻ mặt hưng phấn, vỗ ngực cam đoan, chờ trở lại vô tận thần phủ, nhất định luyện chế ngàn bộ khôi giáp, chế tạo một chi vô địch quân đoàn. Tiêu Phàm ngược lại có chút chờ mong. Bất quá còn phải chờ Tu La kiếm luyện hóa một chút mới được. Bằng không mà nói, lấy bọn hắn thực lực, đừng nói dùng tinh thần tử kim luyện chế áo giáp, đoán chừng liền tinh thần tử kim đều hòa tan không được. Đúng rồi Lão Tam, vừa rồi Tà Vũ nói, cái này vách núi cùng hắn đã từng thấy qua một chút ghi chép giống nhau y hệt. Lăng Phong tựa như nhớ ra cái gì đó, vội vàng nhắc nhở. À, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, ánh mắt chuyển hướng Tà Vũ. Ta từng tại sư tôn thư phòng nhìn qua một quyển điển tịch, bên trong ghi lại một chỗ hiểm địa, tên là Táng Hổ Nhai. Tà Vũ nhớ lại nói. Táng Hổ Nhai, Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, trong đầu lại hồi tưởng lại cái kia hổ đầu sinh linh, Tà Vũ 89 phần 10 đã đoán đúng. Truyền văn, Táng Hổ Nhai bên trong táng lấy một tôn hổ tộc đại yêu, mà giống như vậy hiểm địa, tổng cộng có 12 chỗ, hơn nữa mỗi một vị đại yêu đều đạt đến kinh khủng cảnh giới. Họa loạn qua một thời đại. Tà Vũ hết sức trịnh trọng nói. Hiện tại hắn cẩn thận hồi tưởng lại, đối trước mắt vách núi đều có chút kính sợ, thậm chí kinh hồn táng đảm. Họa loạn, Tiêu Phàm đám người hơi hơi kinh ngạc. Cái này cũng là bọn hắn bị trấn áp ở vạn cổ hung phần bên trong một trong những nguyên nhân a, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng mấu chốt nhất đúng. Nói đến đây, Tà Vũ nuốt nước miếng một cái. Lại nói, bọn họ đều đã từng thần phục với cùng là một người. Cái gì, Tiêu Phàm mấy người thật không bình tĩnh. 12 tôn họa loạn qua một thời đại tuyệt thế đại yêu, vậy mà thần phục với cùng là một người, vậy người này lại là làm sao khủng bố. Dù cho Tu La tổ ma, cũng chưa chắc có thể làm đến bước này a. Đây là sự thực, lúc ấy ta còn hỏi qua sư tôn, hắn lúc ấy đều thần sắc cực kỳ ngưng trọng, hơn nữa nói cho ta biết, người này mặc dù cực kỳ cổ lão. Sớm tại thái cổ mới bắt đầu liền đã sinh ra, nhưng là... Tà Vũ vẻ mặt ngưng trọng. Hắn sắp xếp lời nói một chút, lại nói, hắn tuyệt đối là cửu thiên thập địa, từ xưa đến nay cường đại nhất một trong mấy người. Hắn là ai? Nam Cung Tiêu Tiêu đám người không chút nghĩ ngợi hỏi, những người khác cũng vểnh tai nghe, sợ bỏ qua cái gì. Tà Vũ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa mang theo không ít quan tài vách núi, hít sâu một cái nói, không có người biết rõ tên của hắn. Người khác đều gọi hắn là Vạn Yêu Chi Chủ. Vạn Yêu Chi Chủ, Tiêu Phàm đám người nhìn không được hít một hơi lạnh, thiên hạ yêu thú biết bao nhiêu, trừ bỏ nhân tộc bên ngoài, chủng tộc khác ở nhân tộc trong mắt, đều là yêu thú. Chẳng phải là nói, Vạn Yêu Chi Chủ chính là chúa tể ức vạn chủng tộc tồn tại. Tà Vũ nhìn thấy đám người thần sắc kinh ngạc, lại nói các ngươi đoán không sai, Vạn Yêu Chi Chủ, chính là chúa tể ức vạn chủng tộc, nghe sư tôn nói, thái cổ trong lúc đó. Trừ bỏ nhân tộc, chủng tộc khác đều thụ hắn quản hạt. Cũng chính là bởi vì như vậy, Vạn Yêu Chi Chủ cũng gọi là Vạn Yêu Chi Tổ, bất quá ta sư tôn xưng hắn là yêu chủ. Người sư tôn gặp qua hắn, Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Tà Vũ. Hắn nhưng là biết rõ, tà thần có được xuyên toa thời không năng lực, có lẽ hắn thật gặp qua Vạn Yêu Chi Chủ cũng khó nói. Cái này ta không biết rõ, Tà Vũ lắc đầu, bất quá. Chúng ta tất nhiên ở trong này gặp được Táng Hổ Nhai, khẳng định còn có mặt khác hung phần, những người này có thể chưa hẳn thật đã chết rồi. Nếu là bọn họ đi ra, đối chúng ta mà nói, tuyệt đối là tai nạn tính, cho nên, tiếp xuống hành động, mọi người tận lực cẩn thận một chút. Đám người thần sắc hết sức ngưng trọng gật đầu, không cần Tà Vũ nhắc nhở, bọn họ cũng sẽ cực kỳ cẩn thận.
Ngươi nói, cái kia vạn yêu chi chủ tất nhiên không chết, vậy hắn có thể hay không cũng bị chôn ở cái này vạn cổ hung phần. Tiêu Phàm nhìn không được hỏi một câu. Những người khác nghe nói như thế, không khỏi rụt cổ một cái. Vạn yêu chi chủ, chỉ là cái danh xưng này, cũng đủ để chấn nhiếp cửu thiên thập địa rồi a. Nếu như hắn còn sống, vậy thế gian lại có ai lại là hắn đối thủ? Không biết, sư tôn không đề cập với ta lên qua. Tà Vũ lắc đầu, bất quá cho dù đối phương thật ở chỗ này, chỉ cần chúng ta không có mạo phạm, ta nghĩ, bọn họ cũng sẽ không để ý chúng ta. Ở trong mắt đối phương, chúng ta đoán chừng chỉ là tiện tay có thể diệt run dế, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta không có xúc phạm đối phương. Tiêu Phàm trong lòng lại là có chút bất an, bản thân vừa mới thế nhưng là trộm đi hổ đầu đại yêu tinh thần tử kim quan tài, cái này đã coi như là xúc phạm đối phương. Nếu như đối phương thật muốn ứng phó hắn, vậy hắn há không phải là chết chắc. Cái kia hổ đầu đại yêu rõ ràng là bị trói lại, trong thời gian ngắn hẳn là không thể rời bỏ, chờ hắn đi ra, có lẽ chúng ta đã rời đi. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Mấy người rời đi táng hổ nhai, trở nên càng cẩn thận e dè hơn. Nơi này sinh linh mặc dù rất ít, nhưng là đại bộ phận sinh linh, đều đủ để muốn mạng của bọn hắn. Trên đường đi, bọn họ xa xa nhìn thấy rất nhiều to lớn sinh linh xuyên Việt không trung, tựa như đang đi tuần, một đường qua, uy áp cường đại để người không thở nổi. Tiêu Phàm một chuyến tất cả đều thu liếm khí tức, sợ bị những cái kia sinh linh mạnh mẽ phát hiện. Lão Tam, người nói, chúng ta vào tới nơi này làm gì, lấy chúng ta thực lực, cái gì cũng làm không được. Nam Cung Tiêu Tiêu có chút im lặng nói. Những người khác giã thầm dĩ vi nhiên, bọn họ một đám nguyên tôn cảnh phía dưới tu vi người, đối mặt vạn cổ hung phần bên trong sinh linh, cơ hồ không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Ai nói nhất định phải so nơi này sinh linh mạnh, chúng ta mới có thể làm cái gì? Tiêu Phàm lại là lắc đầu, ánh mắt sáng quắc hướng về phương xa sơn lâm. Tiêu Phàm, người phát hiện cái gì? Tà Vũ ánh mắt tỏa sáng, Tiêu Phàm mỗi lần như thế, nhất định là phát hiện cái gì đồ tốt. Chỉ là hắn nghi ngờ là, lấy hắn linh hồn lực lượng, không hề phát hiện thứ gì, Tiêu Phàm như thế nào sớm phát hiện mặt khác khác thường đây. Tiêu Phàm không nói, chôn lấy đầu đi về phía trước hành tẩu, cổ lâm mấp mô, nhân uân chi khí lượn lờ, khắp nơi đang nằm lấy từng khỏa hơn 10 người mới có thể ôm cổ mộc, đáng tiếc đã già đi. Thật lâu, Tiêu Phàm rốt cục cũng ngừng lại, một mảnh sơn cốc rộng rãi hiện lên ở mọi người trong mắt. Sơn cốc, từng căn cổ mộc đứng vững. Bàng bạc nguyên khí như tràng giang đại hải mãnh liệt, phát ra trận trận tiếng gầm gừ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nguyên khí ngưng tụ thành từng con sắc thái rực rỡ chim nhỏ quanh quẩn trên không trung. Xa xa nhìn tới, giống như vạn chim hướng tông, cực kỳ hùng vĩ. Những cái này tất cả đều là phượng hoàng, Tà Vũ kêu lên sợ hãi. Phía trước những cái kia chim nhỏ mặc dù nhìn qua rất nhỏ, nhưng mỗi một đầu đều cùng phượng hoàng giống như đúc, vô cùng vô tận. Từng căn đã sớm khô kiệt không biết đi qua bao nhiêu vạn năm hỏa hồng sắc cổ mộc, lại như cũ sinh cơ bừng bừng, bốc hơi lên một loại sương mù, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Đây đều là Ngô Đồng tổ mộc, Tiêu Phàm cũng là kiến thức rộng rãi, nhận ra những cái này cổ mộc lai lịch. Tà Vũ nghe vậy, trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, kinh hãi nói, Tiêu Phàm, nơi này không phải là trong truyền thuyết Phượng Xào a? Phượng Xào. Nam Cung Tiêu Tiêu đám người kinh ngạc tột đỉnh, sau một khắc, ánh mắt mọi người toàn bộ đều ngưng tụ ở Lăng Phong trên người, lại là nhìn thấy Lăng Phong ánh mắt thâm thúy hướng về phía trước sơn cốc, thật lâu thất thần. Lăng Phong mặc dù là nhân tộc, nhưng là bản thân thức tỉnh tổ thiên tà phượng huyết mạch, xem như cùng phượng tộc có liên hệ lớn lao. Phải biết, tổ thiên tà phượng, thế nhưng là phượng hoàng tộc bốn đại tổ phượng hoàng, bây giờ toàn bộ thái cổ thần giới, đều đã không thấy được. Lăng Phong không có trả lời, mà là nhìn về phía sơn cốc phía trước, nơi đó là một ngọn núi. Đỉnh núi, đứng vững một gốc màu lửa đỏ cây ngô đồng, vô số cành vươn tới bầu trời tế, cơ hồ bao phủ cả ngọn núi. So với phía dưới trong sơn cốc ngô đồng tổ mộc, gốc này cây ngô đồng quá lớn, lớn đến sơn cốc bên trong cái kia hơn 10 người mới có thể bao bọc ngô đồng tổ mộc, tựa như chẳng qua là nó cành lá mà thôi. Tê đám người thấy thế. Nhịn không được hít một hơi lạnh. Nếu như tử tế quan sát, sẽ phát hiện màu lửa đỏ trên cành cây một bên, lờ mờ có móng vuốt quào qua dấu vết.
Đây mới thật sự là Ngô Đồng Tổ Mộc a. Tà Vũ hoảng sợ nói, si ngốc nhìn qua cái kia màu lửa đỏ cây ngô đồng, vẻ mặt chờ mong. Nơi này đúng là phượng sao, nhưng đó cũng không phải là Ngô Đồng Tổ Mộc, mà gọi là Tổ Tước Chi. Lăng Phong lắc đầu, mở ra tay phải, lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện một đoạn khô héo thân cây. Thân cây hiện ra màu đỏ thẫm, tựa như máu nhuộm đồng dạng, bên trong tản ra một cỗ khó có thể nói nên lời khí thế. Loại này khí thế Tiêu Phàm chỉ ở chấn thế đồng quan cùng thời không thiên châu phía trên cảm thụ qua, hiển nhiên, cái này Tổ Tước Chi cho dù không bằng 10 đại lịch cổ chí bảo, đoán chừng cũng không chênh lệch nhiều. Chí ít, bọn họ đều là cùng một cái cấp độ. Tổ Tước Chi chính là Phượng Hoàng tộc chí bảo, truyền văn Tổ Tước Chi nơi tay, có thể hiệu lệnh thiên hạ Phượng Hoàng, nó vậy mà trong tay ngươi. Tà Vũ vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Lăng Phong. Cho tới nay, hắn chỉ cảm thấy Tiêu Phàm bất phàm, Tiêu Phàm người bên cạnh, tối đa cũng liền thiên phú trả qua phải đi. Nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm lão đại, vậy mà nắm giữ lấy Phượng Hoàng tộc chí bảo. Cái này Tổ Tước Chi, thế nhưng là có thể hiệu lệnh toàn bộ Phượng Hoàng tộc a. Hiện tại xem ra, Tiêu Phàm cái này huynh đệ, địa vị cũng không nhỏ, chí ít so với hắn tưởng tượng phải lớn rất nhiều. Lão nhị, lão tam, các ngươi chờ ta ở đây, ta nghĩ đi qua nhìn một chút. Lăng Phong không để ý đến Tà Vũ, mà là vô cùng trịnh trọng nhìn xem Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Lúc này, trong tay hắn Tổ Tước Chi ẩn ẩn phát ra từng đạo hơi yếu huyết quang, nguyên bản khô héo thân cây vậy mà tản ra nồng nặc sinh cơ. Là Tổ Tước Chi cảm ứng được lực lượng nào đó sao? Tiêu Phàm ngưng tiếng hỏi. Giờ phút này, hắn thể nội bạch sắc thạch đầu lại là vụt sáng, cùng vừa rồi tiến vào táng hổ nhai thời điểm khác biệt, hiển nhiên, nơi này có không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Như có loại đồ vật đang triệu hoán ta, Lăng Phong không có giấu giếm, thần sắc có chút ngưng trọng. Ta bồi ngươi đi, Tiêu Phàm không cần có thể cự tuyệt giọng nói. Nếu như bạch sắc thạch đầu nhắc nhở không có nguy hiểm, hắn ngược lại có thể yên tâm để Lăng Phong tiến về, nhưng là hiện tại loại này tình huống, Tiêu Phàm tự nhiên là không yên lòng. Ta cũng đi, Nam Cung Tiêu Tiêu đồng thời nói ra. Tất cả mọi người đi qua đi, nếu có nguy hiểm, trước tiên rời đi là được, huống hồ, nếu là thật gặp nguy hiểm, chúng ta lưu lại nơi này cũng đồng dạng không dùng. Tà Vũ hít sâu một cái nói, hiển nhiên, hắn đối với chỗ này cũng có chút hiếu kỳ. Tốt, Tiêu Phàm cùng đám người nhìn nhau, cuối cùng gật đầu một cái. Tà Vũ nói cũng không có sai, nếu như bên trong có uy hiếp đến tính mạng của bọn họ tồn tại, đoán chừng chí ít cũng là pháp tôn cảnh. Mà một khi Tiêu Phàm cùng Tà Vũ liên thủ đều không giải quyết được tồn tại, bọn họ lưu tại sơn cốc bên ngoài cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bị giết chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mấy người nhất trí tán đồng, thận trọng xuyên qua sơn cốc, trên đường. Nam Cung Tiêu Tiêu đem té xuống đất ngô đồng mộc tất cả đều thu vào. Những vật này vài vạn năm mà bất hủ, đồ đần đều biết bọn chúng là đồ tốt. Đối với luyện khí sư mà nói, những vật này thế nhưng là luyện chế vô thượng thần binh cực giai vật liệu, bỏ qua thôn này, nhưng là không có tiệm này. Nam Cung Tiêu Tiêu cướp đoạt tựa như đem tất cả ngô đồng mộc vơ vét không còn gì, để Tiêu Phàm bọn họ vẻ mặt im lặng. Đừng nhìn ta như vậy. Vô tận thần phủ không cách nào cùng những cái kia đại thế lực so sánh, bất luận cái gì tài nguyên đều không thể bỏ qua, còn muỗi nhỏ cũng là thịt nha. Nam Cung Tiêu Tiêu hùng hồn nói. Tiêu Phàm vỗ vỗ Nam Cung Tiêu Tiêu bả vai, điểm này, huynh đệ bọn họ hai người là giống nhau, chỉ bất quá Tiêu Phàm trước mặt nhiều người như vậy, vẫn là muốn một điểm mặt mũi. Không bao lâu, mấy người rốt cục đặt chân cái kia dưới ngọn núi. Nha! Ngọn núi này so với chúng ta tưởng tượng cao nhiều lắm, dạng này đi lên không muốn biết năm nào tháng nào. Tà Vũ thấp giọng nổi giận mắng. Nếu không, ngươi thử một chút, có thể hay không bay đi lên. Tiêu Phàm cười nhìn lấy Tà Vũ nói. Lúc này, hắn thể nội bạch sắc thạch đầu lóe lên càng thêm lợi hại, phát ra quang mang cũng càng ngày càng hừng hực, để Tiêu Phàm trong lòng có chút bồn chồn. Vẫn là ta tới đi, các ngươi chờ ta chốc lát. Lăng Phong thở sâu. Mà Hậu Chiêu cầm Tổ Tước Chi đạp không mà lên, trực tiếp hướng về đỉnh núi viên kia đại thụ che trời bay đi. Tiêu Phàm mấy người nhìn qua, trong lòng thót lên tới cổ họng. Nhưng mà, để bọn hắn ngoài ý muốn là, Lăng Phong trên đường đi cũng không phát sinh nguy hiểm gì cùng ngoài ý muốn,
10 phần nhẹ nhõm rơi vào tổ tước chi bên trên. Khi hắn rơi xuống một sát na kia, chuyện quỷ dị đã xảy ra, chỉ thấy đỉnh núi một gốc kia đại thụ che trời, đột nhiên nhanh chóng khô kiệt, hóa thành từng đạo quang hoa cực tốc xông vào Lăng Phong trong tay tổ tước chi. Cùng lúc đó, Lăng Phong trong tay tổ tước chi quang mang đại thịnh, ngưng tụ thành minh mông lực lượng chút vào Lăng Phong thể nội, Lăng Phong tựa như ở cảm ứng lực lượng nào đó, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỉ một thoáng, Lăng Phong thân hình đột nhiên một trận biến hóa, hóa thành một đầu trăm trượng lớn huyết sắc phượng hoàng, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, một cỗ hoảng sợ chi uy từ trên người hắn mãnh liệt cuộn trào ra. Ầm ầm, lúc này, từng tiếng nổ vang từ Lăng Phong thể nội truyền ra, để Tiêu Phàm bọn họ kinh ngạc chính là, Lăng Phong tu vi đột nhiên từ đó phẩm thánh tôn liên tục đột phá ba cái cảnh giới, thẳng tới trung phẩm nguyên tôn. Cái này, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người tất cả đều thấy choáng mắt. Thánh tôn cảnh đột phá, không phải là một bước một cái dấu chân, chậm rãi lĩnh ngộ sao, trong thời gian ngắn làm sao có thể đột phá nhanh như vậy. Đây là huyết mạch kế thừa, Tà Vũ híp hai mắt nói, đây vẫn chưa kết thúc. Tiêu Phàm đám người nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn tới, quả nhiên như Tà Vũ nói, cái kia to lớn tổ tước chi còn chưa biến mất, cái kia bàng bạc quang hoa như trước đang nở rộ. Cứ tiếp như thế, lão đại chẳng phải là có thể đột phá pháp tôn cảnh. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, trên mặt đều là vẻ hâm mộ. Đoán chừng không chỉ pháp tôn, Tà Vũ lắc đầu, nói, bất quá, chúng ta cũng hâm mộ không đến, không có loại này huyết mạch chi lực, căn bản là không có cách kế thừa loại này lực lượng, bất quá cái này vạn cổ hung phần mặc dù nguy hiểm, nhưng cơ duyên khẳng định cũng không chỉ chừng này. Đám người tán đồng gật đầu, nhưng mà một khắc sau, không trung đột nhiên xảy ra dị biến. Dừng tay, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó, mấy cỗ mạnh mẽ khí tức từ đằng xa cuốn tới, bay thẳng Lăng Phong vị trí. Không tốt, Tiêu Phàm kinh hô một tiếng, bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng về không trung lao đi. Nhưng mà, hắn còn chưa tới gần, liền bị một cổ lực lượng cường đại cho hất bay ra ngoài, chấn động đến hắn toàn thân ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Tử tế quan sát phía dưới, hắn lúc này mới phát hiện, hư không đột nhiên kích động một đạo liên y, đang ngăn trở bọn họ tiến vào. Tiêu Phàm lần nữa nếm thử một chút, vẫn như cũ bị cỗ kia lực lượng tung bay. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tà Vũ mấy người cũng đi tới gần, trừ bỏ Phượng Trung Hoàng bên ngoài, những người khác đều không ngoại lệ, không có người nào có thể vượt qua đỉnh núi giữa sườn núi. Nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tà Vũ bọn họ còn chuẩn bị thử nghiệm, Tiêu Phàm ngăn cản nói, không cần uổng phí thời gian. Đây là huyết mạch kết giới, chỉ có Phượng Hoàng tộc huyết mạch mới có thể bước vào trong đó, Phượng Trung Hoàng, người cũng đi ra. Phượng Trung Hoàng chỉ là thượng phẩm thánh tôn mà thôi, căn bản ngăn không được người tới. Lão đại hắn, Nam Cung Tiêu Tiêu biểu tình lo lắng. Lúc này, nơi xa đã tốt mấy bóng người từ đằng xa bay vụt mà tới, bọn họ đang đến gần Sơn Phong thời khắc, toàn bộ đều hóa thành Phượng Hoàng bản thể. Không có nhận bất kỳ ngăn trở nào liền tiến vào Sơn Phong trong kết giới. Huyết Hoàng Nữ, Băng Hoàng Nữ, Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó hai người, lập tức hét to nói, xốc lên vành nón, lộ ra diện mục thật sự. Hai vị Hoàng Nữ khi tiến vào trong kết giới về sau, lại biến thành hình người, nghe được Tiêu Phàm hô quát, lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, khi thấy Tiêu Phàm thời khắc, hai người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lăng Phong chính là ta huynh đệ, cơ duyên bằng bản sự, còn mời hai vị dơ cao đánh khẽ. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói. Giờ phút này, Lăng Phong đang ở đột phá thời khắc mấu chốt, không thể chứa người quấy rầy. Mặc dù Huyết Hoàng Nữ cùng Băng Hoàng Nữ hai người thực lực không bằng gì, nhưng bọn hắn hộ đạo giả thế nhưng là có pháp tôn cảnh tồn tại, nếu như đối Lăng Phong xuất thủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Huyết Hoàng Nữ ánh mắt phức tạp. Nàng cùng Tiêu Phàm ân oán thế nhưng là rất nhiều năm, lúc trước nàng thời khắc cũng nghĩ giết Tiêu Phàm, nhưng về sau Tiêu Phàm nhiều lần cứu nàng và đệ đệ của nàng Huyết Phượng Tử. Hơn nữa, nhà nàng lão tổ đã từng còn thiếu Tiêu Phàm một cái nhân tình, mặc dù về sau còn, nhưng nàng lại cũng không nghĩ tới cùng Tiêu Phàm là địch. Thế nhưng là, bây giờ bày ra ở trước mắt, thế nhưng là Phượng Hoàng tộc to lớn truyền thừa, mình có thể như thế từ bỏ sao? Trầm ngâm mấy tức về sau, Huyết Hoàng Nữ khoát khoát tay, mang theo nàng người lui sang một bên. Nàng đã không tham dự tranh đoạt, cũng không có ra tay giúp đỡ,
nàng hộ đạo giả lại là hết sức sốt ruột, có thể huyết hoàng nữ chính là không hề bị lay động. Tạ huyết hoàng nữ, Tiêu mỗ thiếu ngươi một cái nhân tình. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Sau đó hắn vừa nhìn về phía băng hoàng nữ vẻn vẹn nhìn Tiêu Phàm một cái, liền hướng lấy không trung đi đến, khuôn mặt lạnh lùng hết sức. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi nhíu mày, hắn lúc này mới nhớ lại, bản thân cùng băng hoàng nữ thế nhưng là có mối thù không nhỏ hận. Lúc trước long nữ lấy được vạn long đồ, chính là Tiêu Phàm ngăn cản băng hoàng nữ, bây giờ băng hoàng nữ đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Tiêu Phàm, ta bất lực, huyết hoàng nữ trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tạ, Tiêu Phàm không nói thêm gì, long phượng tộc bây giờ thế nhưng là một đại liên minh, từng cái chủng tộc tầm đó cũng không giống đã từng quan hệ. Hiện tại nàng nếu xuất thủ ứng phó băng hoàng nữ, tất nhiên sẽ gặp mặt khác phượng hoàng tộc chế tài. Tiêu Phàm lạnh như băng nhìn xem băng hoàng nữ tới gần Lăng Phong, hắn từng bước một tới gần trên ngọn núi huyết mạch kết giới, có thể nghênh đón lại là băng hoàng nữ cười lạnh. Hô, cũng đúng lúc này, lại có mấy bóng người cấp tốc xông vào sơn phong bên trong, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ chớp mắt liền tiến vào sơn phong trong kết giới. Thiên hoàng nữ, mặt khác phượng hoàng tộc tu sĩ thấy thế, tất cả đều sắc mặt biến hóa. Các ngươi ở lại đây chờ. Tiêu Phàm thở sâu, trực tiếp thôi động vô tận chiến huyết, vận chuyển cùng phượng hoàng tộc tương tự huyết mạch khí tức, nhanh chóng xông tới. Tiêu Phàm, đây là huyết mạch kết giới, khẳng định không được. Tà Vũ nhìn thấy Tiêu Phàm muốn cưỡng ép thử nghiệm, không khỏi sắc mặt biến hóa. Nhưng mà, hắn thoại âm chưa rơi, thanh âm đột nhiên ngừng lại, trên mặt sốt ruột trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế. Chỉ thấy Tiêu Phàm một bước bước vào huyết mạch kết giới, mấy cái lắc mình liền đi tới đỉnh núi. Ngay cả huyết hoàng nữ bọn người hết sức kinh ngạc. Kiếm thệ, Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh lùng, tất nhiên băng hoàng nữ không nể mặt hắn, hắn tự nhiên cũng không tất yếu cho băng hoàng nữ bất kỳ mặt mũi gì, bản nguyên tuyệt kỹ không chút do dự chém ra. Cẩn thận, băng hoàng nữ hộ đạo giả kinh hô một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở băng hoàng nữ trước người, thay nàng ngăn trở Tiêu Phàm một kiếm. Đáng tiếc, nàng quá xem thường Tiêu Phàm thực lực. Một kiếm kia trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn, lướt qua băng hoàng nữ đầu vai, máu tươi bưu nhiếp. Băng hoàng nữ chỉ cảm thấy ở quỷ môn quan dạo qua một vòng, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, run giọng nói, ngươi vào bằng cách nào? Tiêu Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, mà là xuất hiện ở Lăng Phong trước người, một người cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng hướng về một đám phượng hoàng tộc tu sĩ, ai dám động đến ta huynh đệ? Hắn mạnh như vậy sao? Huyết hoàng nữ ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Phàm một cái, nàng lúc này mới ý thức được, Tiêu Phàm sớm đã đem bọn hắn quăng chân trời. Tiêu Phàm, người vẫn là trước sau như một cường thế. Lúc này, một đạo ngoạn vị thanh âm vang lên. Tiêu Phàm quay người nhìn tới, lại là nhìn thấy một đầu màu lửa đỏ phượng hoàng đột nhiên biến ảo thành một bóng người. Nhìn qua đạo nhân ảnh kia, Tiêu Phàm có loại cảm giác đã từng quen biết, không khỏi hỏi, chúng ta quen biết. Ta chính là thiên hoàng nữ, nữ tử vẻ mặt ngạo nghễ nói. Thiên hoàng, Tiêu Phàm lẩm bẩm hai chữ này, đột nhiên con người bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi rốt cục nhớ tới ta tới, Tiêu Phàm còn không có mở miệng, thiên hoàng nữ đột nhiên cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Ngươi là Tiếu thiên hoàng, Tiêu Phàm thở sâu, không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trời hoàng nữ, nói, ngươi làm sao trở thành thiên hoàng nữ. Tiếu thiên hoàng. Không phải liền là lúc trước chiến hồn đại lục thiên địa lao ngục bên trong Tiếu Thương Sinh 10 đại nghĩa tử nghĩa nữ một trong sao, Tiếu Thương Sinh đại bộ phận nghĩa tử nghĩa nữ đều đã chết. Chỉ có Tiếu Thiên Cơ, Tiếu Thiên Hoàng, Tiếu Thiên Tà cùng Tiếu Thiên Dương sống tiếp. Tiếu Thiên Tà cùng Tiếu Thiên Dương gia nhập Tu La Điện, Tiếu Thiên Tà càng là trở thành đệ thập Diêm La Điện điện chủ, mà Tiếu Thiên Cơ, Tiêu Phàm chỉ là đoạn thời gian trước gặp qua một lần, nhưng đối phương lại nhiều lần trợ giúp qua hắn. Chỉ có Tiếu Thiên Hoàng, Tiêu Phàm một mực chưa nghe nói qua hành tung của nàng, không nghĩ tới hắn vậy mà trở thành phượng hoàng tộc ba đại hoàng nữ một trong. Việc này nói rất dài dòng, Tiếu Thiên Hoàng không có giải thích nhiều, mà là nhìn xem Lăng Phong truyền âm nói, Tiêu Phàm, nghe ta, liền lập tức mang người huynh đệ rời đi, tiếp qua một hồi, sẽ trễ. Vì sao, Tiêu Phàm không hiểu hỏi. Lệ vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng phượng minh tiếng hét lớn vang lên. Vậy nhưng đang ở khô kiệt tổ tước chi bỗng ngưng tụ thành một đầu hơn ngàn trượng lớn nhỏ hỏa hồng sắc phượng hoàng hư ảnh. Đã chậm,
Tiếu Thiên Hoàng con người kịch liệt co rút lại một chút, trên mặt lộ ra hoảng sợ, bản năng lùi lại mấy bước. Thái cổ Thiên Hoàng, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, lại là nhìn thấy cái kia ngàn trượng Phượng Hoàng hư ảnh, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, bay thẳng Lăng Phong mi tâm đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 205.